50 cái canh giờ, mặc dù không dài, nhưng đã đến còn không người tới này trong thành trì điều tra, kia thời gian ngắn sẽ không có người. Hoặc là nói, có thể thanh phong thành đã bị lục soát qua, không ai chú ý người thương binh này doanh, chỉ cần hắn không bại lộ thân phận, cái kia chính là an toàn. Tạm thời an toàn, giang giật nội tâm vẫn là rất khó khăn, bởi vì hắn không biết làm sao rời đi cái này thành trì, làm sao rời đi đao ra địa bàn, chỉ cần một ngày không rời đi đao ra địa bàn, như vậy tùy thường có khả năng bị giết không ít người thương thế khôi phục, rời đi thương binh doanh về tới trong nhà mình hoặc là trong tộc, theo người càng ngày càng ít, giang giật càng phát không biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại một mực tại cái này ở lại. Đi, đi vào trong thành nhìn xem, càng nghĩ, hắn quyết định thừa dịp trên mặt vết sẹo còn không có chóc ra đi bên ngoài đi dạo, một là dò xét một chút tình huống, hai là nhìn xem như thế nào đổi chỗ an thân ẩn núp. Hắn khập khánh đi ra trang viên, trên thân khắp nơi đều quấn lấy dây băng, nửa bên mặt đều là dây băng, nhìn vô cùng thê thảm ngoài trang viên hộ vệ quét hắn vài lần không có phản ứng hắn dù sao trong khoảng thời gian này rời đi trang viên quá nhiều người giang giật đi tại thành trì trên đường cái thành nội bị hắn đánh cho sụp đổ tòa thành đã một lần nữa thành lập xong được thành nội khôi phục bình tĩnh cùng phồn hoa bất quá trên đường vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều thương binh đồng phục chính là bị đốt bị thương giang giật mặc dù hấp dẫn một số người lực chú ý ngược lại là không ai quá để ý hắn trong thành dạo qua một vòng giang giật nội tâm trầm xuống bởi vì thành trì cấm chế mở ra không cho phép ra vào, Giang giật nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định đi tìm một cái khách sạn ở lại lại nghĩ biện pháp. A à, diệt ma các phân điện, trên quảng trường, Giang giật thấy được hai tòa cự đại tòa thành, theo thứ tự là diệt ma các cùng chiến thần các. Nội tâm của hắn không hiểu khẽ động, giống như tìm diệt ma các hỗ trợ, có thể thành công hay không thoát đi đao ra địa bàn. chương 1658, Gian tế luận sử. Đối với diệt ma các Giang giật một mực phi thường có hảo cảm, Diệt ma đại đế hắn vô cùng sùng kính, có lẽ bởi vì diệt ma đại đế giống như hắn là phi thăng giả, nội tâm của hắn còn có một số thân cận. Diệt ma các từ trước sở tác sở vi, rất đúng giang giật tính khí, bất quá cuối cùng giang giật không có lựa chọn đi tìm kiếm thanh phong thành nội diệt ma phân các trợ giúp. Diệt ma các nội bộ đại đa số người rất đoàn kết, nhưng lớn như thế thế lực, luôn có mấy tên rác rưởi. Nơi này là đao gia địa bàn, nơi này diệt ma các rất có thể cùng đao gia có quan hệ, một cái không tốt bị bán đứng, vậy liền chết oan hắn đi một khách sạn giao thần nguyên, may mắn thần nguyên thiên giới địa giới đều thông dụng, nếu không Giang giật sợ là muốn lưu lạc đầu đường. Hắn ở một cái đơn độc lâu đài nhỏ, trở ra đưa tới người phục vụ, trực tiếp ném ra một vạn thần nguyên trên bàn, lạnh giọng nói ra, giúp ra đi mua mấy bình thuốc chữa thương tốt nhất, đáng chết Giang giật cầu tặc, như rơi xuống ra trong tay, tất để hắn sống không bằng chết. Người phục vụ nhìn thấy thần nguyên con mắt đều sáng lên, nghe được Giang giật mắng Giang giật càng là có cùng chung mối thủ tri tâm, cùng theo thống mạ vài câu, cầm thần nguyên rời đi. Giang giật thần thức lặng yên thả ra, khóa chặt như thế người phục vụ, phát hiện hắn ra khách sạn không có hướng phủ thành chủ đi đến, mà là hướng một cái tòa thành đi đến sau có chút giải sầu. Sau gần nửa canh giờ người phục vụ trở về, mang đến mấy bình thượng đẳng thuốc chữa thương, người thị giả này ngược lại là thông minh, còn lấy ra mấy trăm thần nguyên đặt lên bàn, cúi đầu khom lưng nói, đại nhân, đây là còn lại thần nguyên. Thưởng cho ngươi, Giang giật khoát tay áo, người thị giả kia lập tức cuồng hỉ giang giật bắt đầu lời nói khách sáo trong khoảng thời gian này nghe nói đại quân tại bốn phía tìm kiếm có thể tìm được cái kia đáng giết ngàn đao cầu tặc giang giật không có mạo muội cầm thần nguyên mua tin tức như thế ngược lại sẽ gây nên người thị giả này hoài nghi hắn thuận miệng hỏi lời nói người phục vụ cũng không nghi ngờ lừa dối lập tức trở về nói không có đâu giận đế cùng lãnh đế mang theo mấy chục triệu người đem thanh vực bao bọc vây quanh nghe nói còn ra động thanh đế quân công dương tiểu thư các nàng cũng điều tập đại quân cái kia cầu tặc lại tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không có một tia manh mối, cũng không biết cầu tặc kia có cái gì thần thông có thể trốn qua nhiều như vậy đại quân dò xét. Cái gì, Giang giật giả bộ kinh hãi, quát lạnh nói, làm sao có thể giận đế lãnh đế nhân vật thế nào đều xuất động thanh đế quân, làm sao có thể bắt không được chỉ là một chó tặc chẳng lẽ lại tên cầu tặc kia chạy ra thanh vực vẫn là bị người cấp cứu. Người phục vụ nhướng mày, nghĩ nghĩ nói ra, chạy ra thanh vực không có khả năng, lần này thanh đế quân thế nhưng là xuất động phong thần vệ, phong thần vệ đại nhân nghe nói qua chữ đám người lớn kia người người cưới côn bằng thú, tốc độ cỡ nào nhanh giang giật là quả quyết không có khả năng trốn qua bọn hắn truy tra. Thành nội rất nhiều người cũng đều suy đoán hẳn là bị người cứu được, không phải diệt ma các người, liền là cửu dương quân, chỉ có cái này hai thế lực lớn dám cùng thanh đế đối nghịch, bất quá không có chứng cứ. Đoán chừng thanh đế cũng không tốt nổi giận đi, ừm ưm, giang giật nhẹ gật đầu, nội tâm lại là một lộp bộp, liền một khách sạn người phục vụ đều cảm thấy diệt ma các sẽ ra tay hỗ trợ, May mắn hắn không có đi diệt ma các, nếu không sợ là đi vào liền sẽ bị bắt, đoán chừng mỗi cái thành chỉ diệt ma các đều có rất nhiều trinh sát giám thị A. À. Thanh đế hắn vẫn là trạch tâm nhân hậu A. À. Giang giật phất phất tay, nói, như tên cầu tặc kia bị bắt, lập tức đến nói cho ra, ta trước chữa thương không có việc gì không nên quấy giày ta, nếu có người quấy giày giúp ta đẩy ra. Giang giật tiện tay ném ra một ngàn thần nguyên, người phục vụ lập tức lòng tràn đầy vui vẻ liên tục bái tạ đi xuống. Giang giật mở ra tòa thành cấm chế sắc mặt trầm xuống, đôi mắt mê mang, không biết như thế nào cho phải. Lưu, không phải cái biện pháp, đoán chừng sớm muộn muốn bại lộ, khách sạn loại hình, ai sẽ chủ quan buông tha giống như đau ra liền khách sạn cũng sẽ không lục soát, nhà bọn hắn đã sớm diệt tộc. đi, thành trì không cho phép ra vào, hắn có thể đi tới chỗ nào đi vết sẹo trên mặt không được bao lâu liền sẽ rơi xuống, hắn luôn không khả năng lại đốt chính mình một lần a. À. ai, giang giật khe khẽ thở dài, hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hắn lấy ra thần thụ diệp thiên lực vận chuyển lên bắt đầu chữa thương, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, vết sẹo trên mặt khối khối chóc ra, làn da lại không có một tia vết tích, cùng trước kia giống nhau như đúc, còn càng thêm trơn mềm mấy phần. Tu luyện, huyền hoàng chi lực không nhiều lắm, không có thứ này vậy liền không cách nào khống chế cán thi, trong cơ thể hắn dung hợp hỏa diễm chỉ có thể phóng thích ba lần công kích, lúc nào cũng có thể tiêu xài đi. Giống như không còn cán thi phụ trợ, hắn tao ngộ phong vương cấp cường giả hẳn phải chết. Một bên tu luyện, Giang giật một bên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét trong khách sạn tình huống, cũng tìm hiểu tin tức, kết hợp với những tin tức này nghĩ biện pháp chạy trốn. Trong khách sạn ra ra vào vào rất nhiều người, Giang giật theo những người này nói chuyện phiếm bên trong không ngừng đạt được tình báo cùng tin tức, nội tâm lại là càng thêm nặng nề. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, đao ra người bắt đầu cưỡng ép tìm kiếm các trong thành trì diệt ma các. Giang giật là diệp thánh sắc phong diệt ma chiến thần, việc này đao gia đã sớm điều tra đến nhất thanh nhị sở, mà lại gần nhất thanh vực diệt ma phân các cường giả tương đối sôi nổi, tổng các bên kia truyền tống tới một chút cường giả bí ẩn, cái này khiến đao gia phi thường hoài nghi, có phải hay không diệt ma các người cứu được giang giật tiềm ẩn. Đao nộ xin chỉ thị đao nô, đao nô truyền đến một câu cái chữ lục soát Mặc kệ đây là đao nô vẫn là thanh đế ý tứ, đao nộ không cố kỵ gì, bắt đầu triệu tập trong tay mỗi người có một cái cái diệt ma phân các lục soát đồng thời diệt ma phân các ám đả toàn bộ bí mật lục soát Giang giật tốc độ chỉ có nhanh như vậy, tiềm ẩn thuật không có cách nào né qua phong vương cấp cường giả dò xét, nhiều người như vậy, nhiều như vậy phong vương cấp cường giả cũng không tìm tới hắn. Tại đao nộ xem ra, Giang giật có lớn vô cùng có thể ngay tại nào đó một tòa diệt ma phân trong các. Cưỡng ép lục soát, đao ra người rất dễ dàng cùng diệt ma cái sinh ra xung đột, những này Giang giật cũng không lo lắng, diệt ma các sự tình tự nhiên có diệt ma tổng các chủ đi quan tâm, hắn lo lắng là đã bọn hắn đã trải qua rồi lục soát diệt ma các, bước kế tiếp có thể hay không tìm tòi khắp thành. Muốn cái gì tới cái đó, lại qua nửa ngày về sau, thành trì cấm chế đột nhiên mở ra, tiếp lấy một đội đại quân gào thét mà đến, sừng sướng tại thành trì trên không. Cái này đại quân đồng phục mặc màu xanh ra trời chiến giáp, rõ ràng là đao ra quân đội, thủ lĩnh là một cái phong vương cấp trưởng lão, trưởng lão kia bạo hống, đao về. Để toàn thành người tại gia tập hợp, bất kỳ người nào dám ngưng lại giết chết bất luận tội. Đao về là thanh phong thành thành chủ, đao ra chi mạch một cái tiểu tộc trưởng, hắn dẫn một đám người thân thể bắn ra, đối đao ra trưởng lão hành lễ nói tham kiến 26 trưởng lão. Toàn thành người nghe, sau khi hành lễ đao quy thiên lực quán chú, bạo hống tất cả mọi người đi quảng trường cùng trên đường phố tập hợp, nhớ kỹ. Là tất cả mọi người, ba nén hương sau ai dám ngưng lại, dùng gian tế luận xử. Nguy rồi, giang giật nội tâm trầm xuống, ra phía ngoài đi rất dễ dàng bị kia phong vương cấp trưởng lão khám phá chân thân giống như không đi ra nói chỉ có thể phá vây, xông vào có lẽ hắn có thể giết ra khỏi trùng vây, nhưng lập tức hội bại lộ thân phận, bị đau nộ đao lạnh còn có thanh đế quân truy sát. chương 1659, thân phận bại lộ. Ra ngoài, Giang giật rất nhanh quyết định, dù sao ra ngoài bị phát hiện tùy thời có thể dùng phá vây, nhìn xem có thể hay không lừa dối qua cửa ải, không đến cuối cùng một khắc hắn không dám tùy tiện bại lộ, chết như vậy đi cơ hội sẽ vô cùng lớn. Muốn đi ra ngoài, Đương nhiên không thể cứ như vậy tùy ý ra ngoài, rất nhiều người thế nhưng là có chân dung của hắn a. À. Hắn nghĩ nghĩ cắn răng thả ra một tia hỏa diễm, cái này hỏa diễm không phải dung hợp hỏa diễm, mà là hỗn độn châu bên trong cấp thấp hỏa diễm. Hắn không có lấy ra hỏa linh châu, hỏa diễm vừa ra tới, trên người áo bảo lập tức thiêu đốt, toàn thân làn da bị bỏng, kinh khủng nhiệt độ cao, đem tòa thành bên trong đồ dùng trong nhà toàn bộ thiêu hủy, cũng may bên trong mở ra cấm chế sở dĩ nhiệt độ cao không đến mức thiêu hủy tòa thành, kinh động người bên ngoài tt tê tê, hắn trên mặt đất lăn lộn không ngớt hắn rên vài tiếng lập tức lấy ra thần thụ diệp chữa thương hắn khống chế được phi thường tinh chuẩn toàn thân thương thế vẻn vẹn vừa vặn nhưng trên mặt trên thân thể vết sẹo không có chóc ra hắn đưa tay bắt mất trên mặt mấy khối vết sẹo nhìn bộ dáng phi thường xấu xí ong ong hắn vừa mới ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở tòa thành bên trong cấm chế lại bắt đầu lấp lánh rất rõ ràng bên ngoài có người đang gọi hắn giang giật nhịn đau lấy ra một kiện trung phẩm thần khí chiến giáp mặc vào mở ra cấm chế thần thức quét ra đi âm thanh lạnh lùng nói chuyện gì đại nhân thành chủ đại nhân để đi bên ngoài tập hợp như ba nén hương bên trong không đi ra sẽ bị lập tức giết chết bên ngoài là người thị giả kia hắn cung kính chắp tay bẩm báo nói tốt biết rõ lập tức ra ngoài giang giật truyền lời một tiếng người phục vụ rời đi đi thông chi còn lại tòa thành bế quan người giang giật thần thức ở bên ngoài quét qua xác định người thị giả này rời đi về sau hắn sải bước đi ra ngoài Bên ngoài hò hét ẩm ý, rất nhiều người đều đi ra phía ngoài, giang giật đi theo đám người nhẹ nhóm lăn lộn ra ngoài. Bá bá bá, vừa đi ra khỏi khách sạn, phía trên vô số ánh mắt cùng thần thức đều quét tới. Giang giật giả bộ hoảng sợ hướng lên trên mặt quét tới, sau khi liếc nhanh mấy lần nội tâm của hắn nỗi lòng lo lắng có chút buông xuống một chút. Phía trên quân đội không phải sư long quân, phía trên một mình hắn cũng không nhận ra, đối phương khẳng định cũng không có hắn theo qua mặt, chưa quen thuộc khí tức linh hồn của hắn. Quả nhiên, rất nhiều thần thức ở trên người hắn đảo qua cũng không có dừng lại, giang giật trên mặt đều là vết sẹo, cước đi đường còn khập khánh, nhìn thê thê thảm thảm. Thời gian mặc dù trôi qua đại nửa ngày, thành nội trên người có tổn thương người còn có một số, dù sao rất nhiều người kém chút bị thiêu chết, giờ phút này trên người có ta không có chóc ra vết sẹo cũng bình thường. Giang giật không có vận chuyển thiên lực, trên thân không có một tia khí thức, bên ngoài dù sao nhiều người rất là chen chúc, hắn chậm gì gì theo người hướng quảng trường đi đến, đi theo mấy chục người tìm cái đất trống ngồi xếp bằng, mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn qua phía trên mấy vạn đại quân. Phong vương cấp trưởng lão không có nhô ra thần thức điều tra, mà là bốn phía đề phòng, đoán chừng đang chờ tất cả mọi người ra. Thời gian từ từ trôi qua, trên quảng trường trên đường phố người càng ngày càng nhiều, đằng sau thực sự không chen vào được, rất nhiều người bay lên tòa thành bên trên đứng thẳng. Thời gian đến, phong vương cấp trưởng lão các loại chờ ba nén hương đi qua sau, quát lạnh một tiếng nói xuống dưới lục soát mấy ngàn người bay vụt mà xuống, chia mấy chục con tiểu đội tìm tòi khắp thành, bọn hắn thần thức một lần lại một lần đảo qua, một khi có địa phương mở ra cấm chế, bọn hắn sẽ trực tiếp công kích đánh nát, có mấy tòa tòa thành bên trong có người đang bế quan tu luyện, những người này bất chấp tất cả trực tiếp oanh sát. Hiu hiu hiu, bên trái một tòa lâu đài nhỏ bên trong, đột nhiên có mấy chục người bay vụt mà lên, hướng nơi xa cuồng bạo phóng đi. Kia mấy chục người chiến lực cũng không mạnh, tối cường chỉ có phong hào chiến thần cấp, 26 trưởng lão đôi mắt lạnh lẽo, thần thức đảo qua đi hừ lạnh nói, nguyên lai là minh giới cho săn, giết. Hiu, một cái ngàn người tiểu đội bắn ra, đồng thời phóng thích công kích, đầy trời lưu quang đập tới, đem cái này mấy chục người bao phủ đi vào, mấy chục người có hơn phân nửa bị tạc đến máu thịt be bét, còn lại 7-8 người kinh hoàng bỏ trốn. A, à, Giang giật phát hiện cái này 26 trưởng lão thế mà không nhúc nhích, đại quân cũng không có truy sát, kinh ngạc hướng bên kia nhìn lại lại nhìn thấy nơi chân trời xa mấy ngàn người gào thét mà đến, hắn con người co rụt lại, bên ngoài lại có mai phục. Mấy người đối chiến mấy ngàn người, kết cục không cần nói cũng biết, giang giật đều không có đi chú ý, nội tâm lần nữa kéo căng. Bởi vì cái kia 26 trưởng lão bắt đầu từng cái dò xét, giang giật rõ ràng có thể cảm giác một đạo cường đại thần thức tại toàn thành bắt đầu liếc nhìn, hắn không dám vận chuyển thiên lực. Không dám có nửa điểm sát khí, lại không dám phóng thích huyễn ảnh thần thông hoặc là tiềm ẩn thuật, Hắn chỉ có thể toàn thân buông lỏng, trong mắt cùng phụ cận người đồng dạng toát ra một tia kính sợ, chờ đợi 26 trưởng lão dò xét. Thần thức rất nhanh theo giang giật trên thân thổi qua, cái này thần thức có chút dừng lại, bởi vì giang giật thương thế trên người so người khác đều muốn trọng một chút, điều này khiến cho kia 26 trưởng lão một tia hoài nghi. Giang giật nội tâm thầm kêu không ổn, lại là động cũng không dám động, ngược lại e ngại hướng lên trên không 26 trưởng lão nhìn lại, vừa lúc kia 26 trưởng lão ánh mắt quét tới hai người liếc nhau một cái, Giang giật vội vàng kinh hoàng cúi đầu. Giang giật diễn kỹ thành công bỏ đi 26 trưởng lão hoài nghi, tại đao ra trong lòng Giang giật liền là một cái đại ma đầu, một cái cuồng đồ, một cái phát rồ tên điên, lại thế nào có thể có loại ánh mắt này. Trưởng lão thần thức hướng nơi xa bên cạnh quét tới, Giang giật trong lòng treo lên cự thạch buông xuống. Nhưng sau một khắc hắn toàn thân lông tơ lại dựng đứng, bởi vì 26 trưởng lão thần thức lại quét tới, đồng thời đưa tay chỉ hắn, lạnh giọng nói ra, ngươi, đứng lên. Bá bá bá, vô số ánh mắt quét tới, Giang giật giờ khắc này kém chút tựu lấy ra cán thì giết ra một đường máu phá vây đi ra, không bằng hắn rất nhanh chế trụ nội tâm sát cơ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nháy nháy mắt, đưa tay chỉ chính mình nói ra, đại nhân, ngài gọi ta phải không? 26 trưởng lão thần thức mặc dù khóa chặt hắn, nhưng cũng không có sát ý, cũng không gặp hắn có bất kỳ cử động. Giống như xác định hắn là Giang giật, trưởng lão này trên thân khẳng định sát cơ tăng vọt, làm sao đều che giấu không ở, mà lại cũng sẽ trước tiên phát ra tín hiệu. Nói nhảm, đứng lên, 26 trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Giang giật chỉ có thể thành thành thật thật đứng lên, hắn đầy mắt khẩn trương, trên thân cũng hơi có chút run rẩy. 26 trưởng lão hướng đao về nhìn thoáng qua nói, điều tra thêm thân phận của người này, ta hoài nghi hắn là gian tế. Vù vù, vài trăm người bay vụt mà đến khóa chặt Giang giật, vạn nhất hắn có bất kỳ cử động sẽ tại chỗ giết chết, thanh phong thành thành chủ đao về bay xuống tới, lạnh giọng nói ra, người tên là gì, người ở nơi nào thì đến đây lúc nào thanh phong thành. Giang giật âm thầm kêu khổ, 26 trưởng lão khẳng định đối với hắn thương thế trên người quá nặng hoài nghi. Tên là gì ngược lại là dễ nói, người ở nơi nào thì hắn nhưng lại không biết trả lời thế nào, hắn đối với thiên giới địa danh một điểm không quen, luôn không khả năng nói là thanh phong thành người A nơi này chính là đao về địa bàn, tùy ý tra một cái tựu để lộ nội tình. Hiu, đúng lúc này, nơi xa vang lên một đạo tiếng xé gió, một cái tuyết trắng cự thú kéo lấy một cỗ hoa lệ chiến xa gào thét mà tới. Vô số ánh mắt bị hấp dẫn, rất nhiều trên mặt người lộ ra kinh ý cùng si mê. 26 trưởng lão nhìn lướt qua lập tức bay đi nghênh đón, giang giật theo ánh mắt mọi người hướng trên chiến xa quét qua, linh hồn lại như xâm kích. Trên chiến xa ngồi một vị tiểu thư cùng một cái trung niên nữ tử cường giả, giờ phút này tiểu thư kia mắt quang chính tốt hướng dưới thành quét tới, cùng hắn liếc nhau một cái, mà vị tiểu thư này con mắt có chút sáng lên, tựa hồ nhìn ra cái gì vị tiểu thư này không phải người khác, chính là tại diệt ma cung nổi kém chút đập phát chết luôn hắn Kha Lộng Ảnh. Giang giật theo Kha Lộng Ảnh trong ánh mắt nhìn ra một tia ý vị, thân phận của hắn bị Kha Lộng Ảnh xem thấu. Cắt cắt chương 1660, nàng vì sao muốn giúp ta? Giang giật trước kia đối với Kha Lộng Ảnh có một ít hảo cảm, dù sao nàng mặc dù một tiếng đả thương nặng hắn, nhưng cuối cùng không có hạ sát thủ, cũng không có cướp đoạt hắn hỏa long kiếm, là rất có nguyên tắc người. Nhưng phía sau bị Kha Lộng Ảnh trêu đùa một lần, Giang giật tội đối nàng giác quan triệt để nghịch chuyển, hắn đời này hận nhất nữ nhân tính toán hắn. Không phải kha lộng ảnh, nói không chừng hắn có thể đi diệt ma cung tầng thứ tư đạt được trọng bảo, có lẽ cũng không cần chạy trốn tới thiên giới. Sở dĩ bị kha lộng ảnh liếc mắt xem thấu thân phận về sau, hắn bản năng coi là kha lộng ảnh cùng công dương tiểu thư lạnh công tử bọn người giống nhau là theo đuổi giết hắn. Trong tay hắn giới chỉ sáng lên liền muốn thả ra cán thi, nhưng lúc này kha lộng ảnh đột nhiên khẽ kêu, để hắn đình chỉ bước kế tiếp cử động hai mươi sáu trưởng lão vừa rồi đao mặc cho công tử đưa tin cho ta nói thanh hồng thành tựa hồ có phát hiện hắn đưa tin để cho ta đi qua nhìn một chút ta hơi mệt chút nếu không ngươi trước dẫn người đi xem một chút kha lộng ảnh nhận biết hai mươi sáu trưởng lão nhàn nhạt quét sang giật một chút tự khóa chặt hai mươi sáu trưởng lão nói cái sau trong mắt hàn mang lóe lên đao mặc cho công tử là đao ra gần với đao phong công tử kha lộng ảnh đã nói vậy khẳng định không phải gạt người đao nhậm tuyệt đối đưa tin à. Bất quá 26 trưởng lão não hải nhất truyền liền hiểu, đao nhận trước này cái có phát hiện sợ không phải phát hiện giang giật, mà là cái cớ A hắn mục đích thật sự tựu mời Kha lộng ảnh đi qua, tốt quang minh chính đại truy cầu Kha gia đệ nhất tiểu thư, cái này thiên giới ai không có thèm đâu Kha lộng ảnh thế nhưng là lân hậu làm tôn nữ A. Kha lộng ảnh ý tứ 26 trưởng lão cũng minh bạch, đơn giản là không tiện cự tuyệt, để hắn thay đi một chuyến, uyển chuyển nói cho đao nhập, không có việc gì đừng tới quấn lấy nàng. 26 trưởng lão trần chờ lời này cũng không tốt truyền a à, đao phong chết một lần đao nhậm liền là đệ nhất công tử cái này đi qua truyền lời đao nhậm cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt làm sao kha lộng ảnh nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua tới không mang theo một tia khói lửa nói ra 26 trưởng lão liền nhà các ngươi đao mặc cho công tử đều không nghe không phải 26 trưởng lão cười khổ một tiếng nói ra tại hạ có sự việc cần giải quyết tại người phụng mệnh điều tra phụ cận thành trì nhìn xem giang giật phải trang tiềm phục tại phụ cận hư Kha lộng ảnh lạnh lùng hư một cái nói, bản tiểu thư đã từng cùng giang giật khai chiến qua, khí tức linh hồn của hắn ta quen thuộc nhất bất quá, người lưu lại ba vạn người đi, ta giúp ngươi lục soát phụ cận thành trì. Thỉnh cầu chuyển cáo đao mặc cho công tử, bản tiểu thư gần đây thân thể ôm việc gì, muốn nghỉ ngơi thoáng cái. Tốt Kha, Kha lộng ảnh tức giận, 26 trưởng lão không thật nhiều nói cái gì, Kha lộng ảnh chính mình là phong vương cấp, bên người nàng còn có một cái Kha gia cường giả, lưu lại ba vạn người ngược lại là đầy đủ. Đi, 26 trưởng lão thần thức trong thành lần nữa quét qua, ngoại trừ giang giật có thể là cái nào đó gia tộc gian tế bên ngoài, hắn ngược lại là cũng không có phát hiện chỗ khả nghi. Hắn vung tay lên mang người đi, lưu lại ba vạn người chờ đợi kha lộng ảnh phân phó. Giang giật toàn thân kéo căng, có chút xem không hiểu kha lộng ảnh ý gì, hắn mấy lần đều nghĩ phá vây mà đi, thậm chí nghĩ bắt cóc kha lộng ảnh, nhưng cuối cùng cũng không có động. Bởi vì, kha lộng ảnh lại thản nhiên nhìn hắn một chút, bên trong thế mà không có nửa điểm địch ý, ngược lại tựa hồ tại im ắng nói cho hắn biết, khác đừng hành động thiếu suy nghĩ. Phá vây không phá vây, Giang giật nội tâm thiên nhân giao chiến, Kha Lộng Ảnh không thể nghi ngờ là một cái phi thường nữ nhân thông minh, giống như nàng đang tính kế hắn, đoán chừng không cần quá lâu đao nộ cùng đao lãnh đều sẽ tới, hắn đem rốt cuộc không có có cơ hội đào tẩu. Không thể ngồi mà chờ chết, cuối cùng Giang giật quyết định bắt buộc mạo hiểm, hắn đột nhiên một gối quát khẽ nói, Kha Đạt gặp qua tiểu thư. Ách, Giang giật đỉnh đầu nhìn chằm chằm vây quanh Giang giật đao về bọn người hai mặt nhìn nhau, 26 trưởng lão thời điểm ra đi đưa tin cho đao thuộc về, nói người này có thể là tiềm phục tại thanh vực mật thám, để hắn thẩm vấn thoáng cái, lại không nghĩ rằng Giang giật lại là kha gia mật thám. Ừ, kha lộng ảnh bên người trung niên nữ tử lãnh mâu quét qua, thần thức dò xét tới, vốn muốn nói vài câu, kha lộng ảnh lại khoát tay áo nói, ngươi là lão quản gia nhi tử kha đạt đi lên nói chuyện. Trung niên nữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng kha lộng ảnh nhẹ tay đụng nhẹ nàng nàng mặc dù kinh nghi nhưng không dám hỏi nhiều nhiều lời phía dưới giang giật toàn thân căng đến chặt hơn kha lộng ảnh muốn làm gì muốn đem hắn lừa qua đi thoáng cái giết chết hắn đâm lao phải theo lao giang giật cắn răng phi thân lên chậm rãi hướng giữa không trung chiến xa bay đi kha lộng ảnh trên mặt từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy không có bất kỳ cái gì biểu lộ trái lại bên người trung niên nữ tử lại khẩn trương lên nhàn nhạt sát khí bao phủ giang giật tùy thời chuẩn bị xuất thủ trăm trượng, năm mươi trượng, ba mươi trượng, mười trượng. Giang giật mấy lần nghĩ đánh ra dung hợp hỏa diễm, phóng thích cán thì đem kha lộng ảnh bắt lại, bắt cái này ngàn cân tiểu thư, nói không chừng tự có cơ hội trốn về địa giới. Cuối cùng hắn không có làm loạn, bởi vì kha lộng ảnh trong mắt truyền lại ra một cỗ thiện ý, mà lại không có bất kỳ cái gì cử động, tựa hồ căn bản không sợ Giang giật công kích. Tiểu thư, Giang giật kho người cung kính hành lễ, không có nửa điểm muốn xuất thủ ý tứ, kha lộng ảnh nhếch miệng lên một tia say lòng người mỉm cười, nói ra, người thụ thương lui xuống trước đi đi, trễ chút tới gặp ta. Tuân mệnh, Giang giật lần nữa kho người lĩnh mệnh đi chiến xa đằng sau, Kha Lộng Ảnh không có đang nhìn Giang giật, cường đại thần thức hướng phía dưới quét tới, quét dòng dã năm lần, nàng khoát tay áo nói, ai là thành chủ làm cho tất cả mọi người trở về đi, trong này không có Giang giật. Cho bản tiểu thư chuẩn bị một gian phòng trên, ta mệt mỏi. Đại quân đóng giữ ngoài thành, cho bản tiểu thư nghỉ ngơi tốt, đi tìm kiếm phụ cận thành trì. Kha tiểu thư mời. Đao về vội vàng bay đi lên, dẫn đạo Kha Lộng ảnh hướng phía dưới một tòa thành lâu đài bay đi, đại quân đi dưới ngọn núi tìm địa phương đóng quân, thành nội chen chúc đám người tại thành vệ quân chỉ thị hạ nhanh chóng thối lui. Kha Lộng ảnh đã bay vào một tòa cự đại tòa thành bên trong, giang giật còn sững sờ giữa không trung, hắn ánh mắt lấp lóe nội tâm trần chờ bất định, Kha Lộng ảnh đến cùng là đang giúp hắn vẫn là cố ý ổn định hắn, chờ đao nộ đao lạnh bọn hắn đến. Hắn nhìn không thấu, có chút giơ chân bất định, trầm ngâm một lát sau, hắn bay vụt hạ thành trì bên trong đi trong khách sạn chính mình lâu đài nhỏ tại hắn tiến vào tòa thành bên trong lúc một đạo cường đại thần thức quét tới một đạo thanh linh thanh âm vang lên ghé vào lỗ tai hắn giang giật mặc kệ ngươi có tin ta hay không muốn sống tự ngoan ngoãn nghe ta thanh vực đều là cường giả bằng vào một mình ngươi là căn bản không trốn thoát được an tâm trước chữa thương mấy canh giờ sau tới gặp ta ách giang giật hổ khu run lên càng thêm không nghĩ ra Kha lộng ảnh thế mà thật là đang giúp hắn đẩy ra 26 trưởng lão, chính là vì bảo vệ hắn, lại cố ý truyền âm tới, ngôn từ thành khẩn, nếu nàng là đang diễn trò cố ý ổn định hắn, nữ nhân này tâm cơ cũng quá kinh khủng. Nàng vì sao muốn giúp ta? Thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Thiên giới hào môn đỉnh cấp tiểu thư, nàng cùng đao phong bọn người hẳn là một đầu chiến tuyến A, địa giới người huyên náo thiên giới hào môn thật mất mặt, Kha Gia khẳng định cũng thật mất mặt, đã như vậy Kha Lộng Ảnh vì sao muốn dạng này. Có phải hay không mà tính, chế chút đi gặp nàng liền biết. Giang giật rất nhanh quyết định chú ý, giống như Kha Lộng Ảnh là đang tính kế hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. chương 1661, Tiểu Thiên Thế Giới Giang giật nghỉ ngơi mấy canh giờ, cũng không có đem vết sẹo trên mặt toàn bộ bỏ đi. Mấy canh giờ sau hắn rời đi khách sạn, bên ngoài lại có thể có người đang chờ hắn, phi thường cung kính mang theo hắn lên một cỗ chiến xa, thẳng đến thành chủ chỗ tòa thành bên trong. Giang giật thần thức một đường đào qua, cũng không có phát hiện gì thường, tại phủ thành chủ bên ngoài bị rất nhiều thần thức quét một lần, phát hiện là hắn sau đại môn mở ra, chiến xa thông suốt đã tới một tòa đơn độc to lớn tòa thành bên ngoài. Tòa lâu đài này bên ngoài đều là thủ vệ, không chỉ có đao về người, còn có kia ba vạn trong đại quân cường giả. Kha lộng ảnh thân phận đặc thù, đao ra cũng không dám để nàng tại chính mình địa bàn xảy ra chuyện, nếu không lân hậu truy cứu xuống tới, đao ra không chịu đựng nổi. Giang giật hạ chiến xa, vô số ánh mắt quét tới, lần này không ai dám lộ ra nửa điểm địch ý, ngược lại vô cùng thân hòa, tựa như nhìn thấy chính mình thân huynh đệ. Tự có người đi vào thông bẩm, rất nhanh người kia ra, cười nói ra, kha đạt huynh đệ, kha tiểu thư để ngươi đi vào. Giang giật trên mặt đều là vết sẹo, nhếch miệng cười một tiếng có vẻ hơi dữ tợt, hắn không nói gì nhẹ gật đầu, nhanh chân hướng bên trong đi đến, cước vẫn như cũ có chút què, nhìn thương thế còn không có khỏi hẳn. Trực tiếp tiến vào tòa thành, có thị nữ mang theo tiến vào một cái thiền điện, Kha Lộng Ảnh đang ngồi ở thiền điện bên trong vuốt vuốt một chuỗi hạt châu, cái kia trung niên nữ tử đứng tại bên cạnh nàng, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua giang giật. Sương Di, người đi ra ngoài trước dưới, ta có một số việc muốn hỏi Kha Đạt. Các loại chờ thị nữ xuống dưới về sau, Kha Lộng Ảnh nhẹ nhàng phất phất tay, trung niên nữ tử sắc mặt lập tức biến đổi, ngưng âm thanh nói ra tiểu thư, cái này. An tâm đi, Ta tự có phân tắc, Kha lộng ảnh nhàn nhạt quét xương di một chút, cái sau quét giang giật vài lần, đưa qua một cái cảnh cáo ánh mắt đi ra thiền điện. Kha lộng ảnh tiện tay đánh ra một đạo lưu quang, mở ra thiền điện cấm chế. Giang giật không nói gì, lạnh lùng đứng tại Kha lộng ảnh phía trước. Hắn một mực tại nhìn xem Kha lộng ảnh, nội tâm càng thêm kinh nghi bất định, cái này Kha tiểu thư lá gan quá lớn lại dám cùng hắn một chỗ một phòng nàng tựu không sợ hắn đột hạ sát thủ đao phong hắn cũng có thể làm đi kha lộng ảnh chưa chắc so đao phong mạnh mẽ người bộ dáng này thật xấu bất quá người ngược lại là thông minh nếu không cũng vô pháp trong thành ẩn núp kha lộng ảnh nhàn nhạt quét giang giật một chút lập tức chỉ một cái cách đó không xa một cái ghế nói ngồi đi giang giật không nhúc nhích vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem kha lộng ảnh cái sau nhàn nhạt cười một tiếng hỏi người có phải hay không đang do dự muốn hay không cầm xuống ta sau đó cưỡng ép ta trở lại địa giới. Ừ, Giang giật đôi mắt lạnh lẽo, trên thân sát khí tuôn trào ra, giới chỉ đều phát sáng lên, một cái tay khắc lục sắc quang mũi nhọn lấp lánh, kém chút tự phóng thích công kích. Cuối cùng hắn không nhúc nhích, bởi vì kha lộng ảnh một mực không nhúc nhích, sắc mặt đều không có một tia biến ảo lẳng lặng nhìn qua hắn, đôi mắt xanh triệt, khóe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy cười nhạt ý, như một đóa hoa tươi yên tĩnh nở rộ. Giang giật trong tay quang mang biến mất, quay người hướng bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống, lúc này mới quay đầu nhìn qua kha lộng ảnh nói người tựu không sợ ta làm loạn phải biết chúng ta thế nhưng là địch nhân làm loạn kha lộng ảnh xem thường cười cười nói ra giống như vừa rồi ngươi làm loạn người tựu nhất định vẫn lạc coi như bắt ta ngươi cũng tuyệt đối phải chết bởi vì ta làm bà bà là lân hậu ngươi cảm thấy ngươi có thể tại một cái phong đế cấp truy sát phía dưới trốn về địa giới a à, giang giật lặng lẽ không nghĩ tới kha lộng ảnh còn có lớn như vậy địa vị lân hậu hắn biết rõ kia là thiên giới bốn vị đại đế một trong thực lực tại bốn cái đại đế bên trong xếp hạng thứ hai gần như chỉ ở thanh đế về sau địch nhân kha lộng ảnh dừng một chút nói ra từ hôm nay trở đi cũng không phải là bởi vì hôm nay ta giúp ngươi trước kia ân oán xóa bỏ a giang giật ta thế nhưng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm a mà lại không có ta giúp ngươi ngươi tuyệt đối đi không ra thanh vực giang giật thật sâu nhìn kha lộng ảnh một chút nghiêm mặt nói vì cái gì giúp ta nguyên nhân này kỳ thật rất nhiều kha lộng ảnh quay đầu ra đi nhìn qua trong tay thủ xuyến thưởng thức một phen mới nói ra ta xem qua tư liệu của ngươi bốn chữ hình dung kỳ tài ngút trời phi thăng giả có thể đạt tới thành tựu như thế trong lịch sử chỉ có một người mà ta cho rằng ngươi rất có thể trở thành kế tiếp hắn giang giật không phải ba tuổi tiểu hài cũng sẽ không bởi vì kha lộng ảnh mấy câu lâng lâng hắn lạnh giọng nói ra còn có đây này ai kha lộng ảnh đôi mắt có chút ảm đạm xuống tới nàng thanh âm trở nên nặng nề rất nhiều giang giật Ngươi biết thiên giới tình huống sao? Không rõ ràng lắm, Giang giật trầm giọng nói tiếp, xin lắng tai nghe, thiên giới tình huống liền là đang chờ đợi tận thế Hàng Lâm. Kha Lộng ảnh thanh âm càng thêm nặng nề, nàng ngẩng đầu nói ra, thiên giới 10 cái đại giới mặt, đã có cửu cái bị Minh giới xâm chiếm, vô số con dân trở thành minh tộc chó săn, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Nếu không phải năm đó diệt ma đại đế Liều chết kích thương Minh đế, để Minh đế trước thời gian chuyển thế, thiên hồng giới đều giữ không được. Minh đế chuyển thế nhiều năm, đoán chừng thực lực liền muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ, một khi hắn trở về thiên hồng giới liền xong rồi, địa giới, hỏa giới, thủy quyền, kim giới, mộc giới, phong giới, lôi giới đều xong, nhân tộc sẽ vĩnh viễn bị minh tộc nô dịch. Chờ chút, Giang giật nghe nghe cảm giác không được bình thường, hắn khoát tay cắt ngang nói ra, hỏa giới, thủy quyền, kim giới, mộc giới, phong giới, lôi giới là cái quỷ gì ta làm sao chưa từng nghe thấy. Ha ha, kha lộng ảnh thản nhiên cười nói người đương nhiên không biết đừng nói ngươi địa giới đại gia tộc công tử tiểu thư cũng không có tư cách biết rõ theo thiên giới hồi trở lại các người địa giới cường giả ký ức toàn bộ hội cưỡng ép phong ấn bộ phận hỏa giới thủy quyền kim giới mộc giới phong giới lôi giới tin tức là tuyệt đối không thể ngoại truyền đồng dạng những cái kia giới diện đại đa số người cũng không biết còn lại giới diện tồn tại cái này bảy cái tiểu thiên thế giới là thiên giới lực kháng minh tộc căn bản không có cái này bảy cái tiểu thiên thế giới liên tục không ngừng cường giả trợ giúp, người cho rằng bằng vào thiên hồng giới có thể gánh vác được minh giới tiến công. Vì sao không thể ngoại truyền A Giang giật vẫn là không hiểu, tin tức này phong tỏa có ý nghĩa gì? Nguyên nhân rất đơn giản, Kha Lộng Ảnh giải thích nói, giống như các người địa giới tất cả mọi người biết rõ, có còn lại 6 cái tiểu thiên thế giới tồn tại. Các người giới cường giả sẽ còn liên tục không ngừng, phấn đấu quên mình đến thiên giới cùng minh tộc chống lại sao? Mỗi cái cường giả đều có gia tộc, đều là một phen bá chủ, ai cũng không muốn chết, ai cũng có may mắn tâm lý. Sở dĩ tại các người địa giới cường giả không biết còn lại lục giới tồn tại, bọn hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Vì bọn hắn gia tộc, vì địa giới vạn dân, bọn hắn sẽ chết chiến đến cùng, dù sao thiên giới vong, địa giới cũng liền vong. Ừm, đã hiểu, giang giật thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, kha lộng ảnh nói không sai giống như địa giới cường giả biết rõ có còn lại tiểu thiên thế giới tồn tại, bọn hắn đều sẽ có may mắn tâm lý, dù sao bọn hắn không đi, hỏa giới, thủy quyền các loại chờ còn lại giới diện cường giả cũng sẽ đi thiên giới. Tiểu thiên thế giới kia thiên giới liền là đại thiên thế giới nhân giới kêu cái gì giang giật nghĩ nghĩ hỏi. Kha lộng ảnh gật đầu nói, toàn bộ thế giới gọi hồng mông thế giới, thế giới này chia làm ba tầng, danh xương tam giới. Cũng có thể xem thành một tòa kim tự tháp, kim tự tháp đỉnh cao nhất là đại thiên thế giới, gọi thiên giới. Ở giữa chính là bọn người bảy cái tiểu thiên thế giới, phía dưới thì là ức vạn tiểu giới mặt, chúng ta người của thiên giới gọi là vạn tượng tiểu giới. Tam giới kim tự tháp đại thiên thế giới tiểu thiên thế giới vạn tượng tiểu giới. Giang giật đôi mắt hơi sáng, cho đến hôm nay hắn mới xem như với cái thế giới này có rõ ràng nhận biết. Thế giới này thật sự chính là một cái kim tự tháp, tầng dưới chất nhất là thiên tinh giới loại kia đếm không hết tiểu giới mặt, tạo dựng thành kim tự tháp tháp cơ. Ở giữa là địa giới, phong giới, hỏa giới, mộc giới, lôi giới, thủy quyền, kim giới bảy cái tiểu thiên thế giới, phía trên nhất thì là đỉnh cao kim tự tháp, thiên giới. chương 1662, vô danh, chờ chút, Giang giật nghĩ nghĩ không thích hợp, giơ tay lên nói, ta hỏi thật hay giống như là ngươi vì sao muốn giúp ta. Kha lộng ảnh quét Giang giật một chút, trong tay hạt châu chuyển vài vòng nói, dùng trí tuệ của ngươi còn nghĩ không ra thiên giới lúc nào cũng có thể diệt phong. chờ minh đế chuyển thế thành công, cảnh giới khôi phục. Minh giới sẽ lần nữa quy một tiến công, đến lúc đó liền là thiên giới tận thế, thiên giới diệt vong, toàn bộ hồng mông thế giới cũng đều hủy, như thế thời khắc, nhân tộc vẫn còn nội đấu không ngớt, ta cứu ngươi nguyên nhân rất đơn giản ngươi là nhân tài, ta không hy vọng ngươi chết tại nhân tộc nội đấu bên trong, ta hy vọng ngươi trưởng thành, đi cùng minh tộc chống lại, đi giết nhiều mấy cái minh tướng, để nhân tộc sống sót thời gian lâu hơn một chút. Ngươi chết tại đao ra trong tay người chẳng phải là cái gì, chết tại minh tộc trong tay lại là anh hùng. Kha lộng ảnh lúc nói chuyện, con mắt một mực nhìn lấy giang giật theo nàng trong con ngươi nhìn thấy đau lòng, bất đắc dĩ cùng chân thành, giang giật âm thầm gật đầu, giống như kha lộng ảnh không phải đang diễn trò, kia nàng tự có một viên đại nhân đại nghĩa đại ái chi tâm, giống như nàng là đang diễn trò, nàng tuyệt đối là trên đời này lòng dạ sâu nhất nữ nhân. Bởi vì, giờ khác này giang giật đều bị lời của hắn kích động, có loại muốn vì nhân tộc đi ném đầu lâu, phẩy nhiệt huyết, lực kháng minh tộc, mặc dù cử tử còn dứt khoát xúc động. Giang giật nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy kha lộng ảnh, nàng cũng không có giết chính mình. Nội tâm đã có một tia tin tưởng nàng, dù sao lúc ấy nàng muốn giết hắn quá đơn giản, tùy ý động động ngón tay đều có thể diệt sát. Hắn dừng một chút đứng dậy chắp tay nói, đa tạ kha tiểu thư tương trợ, lần này có thể chạy ra thăng thiên, sự tình trước kia giang mỗ không chỉ có sẽ không nhớ nhung, về sau nếu có phái đi, giang mỗ nhất định toàn lực ứng phó. Không cần, kha lộng ảnh khoát tay áo nghiêm mặt nói, ta giúp ngươi không phải nghĩ người báo đáp ta, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Giang giật cũng nghiêm mặt nói, mời nói, đừng giết người, Kha lộng ảnh nặng nề nói ra, Giang giật, ta xem tư liệu của ngươi, ngươi theo thiên tinh giới một đường giết tới địa giới, lại giết tới thiên giới, chết trong tay ngươi thiên tài cường giả nhiều lắm, ta hy vọng ngươi về sau không cần giết người. Trên thực tế, minh giới có thể nhanh như vậy công hãm thiên giới nhiều như vậy đại giới mặt, cùng nhân tộc nội đấu có rất lớn quan hệ, nhân tộc đều muốn diệt vong, chúng ta vẫn còn tại nội đấu không ngớt, đây là cỡ nào thật đáng buồn buồn cười sự tình a. À. Giang giật khẽ giật mình trầm mặc xuống, cái này đích xác là rất thật đáng buồn buồn cười sự tình, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, vẫn còn nội đấu không ngớt, đây có lẽ là thiên tính của con người a. À. Trầm mặc thật lâu, Giang giật khe khẽ thở dài nói, Kha tiểu thư, ta thừa nhận ta trước kia sát tâm hoàn toàn chính xác quá nặng đi. Bất quá ngươi xem qua tư liệu của ta, ngươi hẳn là hiểu ta người này tính cách, chỉ cần người khác không trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không ở không đi gây sự. Thiên tinh giới cùng địa giới sự tình có lẽ ngươi không rõ ràng lần này đao phong sự tình, ta có khác lựa chọn sao ta không phản kháng, chỉ có một con đường chết. Điều kiện của ngươi ta không thể hoàn toàn đáp ứng ngươi, ta chỉ có thể hứa hẹn, có thể không giết người tình huống dưới tận lực không giết người. Ừm, hy vọng ngươi tại có năng lực thời điểm, thêm chém giết một chút minh tộc, là nhân tộc đại nghĩa ra một phần lực. Kha lộng ảnh nhẹ gật đầu, cúi đầu trầm mặc xuống dưới không nói thêm gì nữa, đùa bỡn trong tay thủ xuyến, giang dập nghĩ nghĩ hỏi, Kha tiểu thư, người có thể đem ta đưa về địa giới sao? hiển nhiên không thể. Kha lộng ảnh lắc đầu nói, truyền tống đi thất giới truyền tống trận đều tại cửu dương thành, hồi trở lại địa giới truyền tống trận đã phong tỏa, thời gian ngắn ngươi là trở về không được. Hồi không đi giang giật nội tâm trầm xuống, hắn nháy nháy mắt, hỏi vậy ta đi cái nào a? À? Thiên hồng giới nghe nói phi thường lớn, hảo hãn vô biên, so địa sát giới phải lớn hơn nghìn lần, nhưng giang giật ở chỗ này đưa mắt không quen, một cái người quen biết đều không có, giống như truyền tống trận phong tỏa một năm, hai năm thậm chí mười năm trăm năm, chẳng lẽ hắn một mực tại thiên giới lang thang. Y thiền doãn nhược băng tô như tuyết thiên tân vạn khổ đi vào địa giới, liền một mặt đều không có gặp hắn, chẳng lẽ lại lại muốn tách rời một đoạn thời gian rất dài. Yên tâm đi, Kha lộng ảnh nhìn qua giang giật ảm nhiên thần sắc, nói ra, nhiều nhất một năm, truyền tống trận khẳng định phải mở ra, dù sao địa giới lại có cường giả không ngừng truyền tống đi lên, bốn vị đại đế sẽ không bỏ mặc đao ra làm ẩu. Một năm này người có thể tìm địa phương ẩn núp, có thể gia nhập diệt ma quân, ngươi như muốn theo ta đi lân hậu phong, ta có thể mang ngươi gia nhập lân hậu quân, gia nhập cửu dương quân cũng có thể. Viêm đế quân cùng cuồng đế quân ngươi cũng đừng nghĩ, cái này hai cái quân đội rất nhiều cường giả cùng đao ra quan hệ không tệ. Tại diệt ma quân, lân hậu quân, cửu dương trong quân ngươi là tuyệt đối an toàn, không ai dám đi trong quân đội làm loạn. Đao ra coi như biết rõ ngươi tồn tại, nhiều nhất phụng trộm làm chút hít động tác, bên ngoài không dám động tới ngươi. Thanh đế quân, viêm đế quân, cuồng đế quân, lân hậu quân cùng diệt ma quân giang giật biết rõ, cái này cửu dương quân hắn lại không hiểu, hiếu kỳ hỏi, cửu dương quân là cái gì quân đội thiên giới không phải chỉ có bốn vị đại đế sao? Cửu dương quân ngươi cũng không biết, kha lộng ảnh tựa như xem quái vật nhìn xem giang giật, nhếch miệng nói, cửu dương thiên đế ngươi biết không kia là đời trước hồng mông thế giới chi chủ. Nhân tộc trí tôn, thiên đế huyết thệ ta ngược lại thật ra nghe nói qua, Cửu Dương Thiên Đế Cửu Dương Quân Giang giật ánh mắt sáng lên nói, Cửu Dương Quân chẳng lẽ là Cửu Dương Thiên Đế đã từng bộ hạ xây dựng đại quân. Kha Lộng Ảnh nhẹ gật đầu, con người phát sáng lên, đầy mắt sùng kính cảm khái nói, Cửu Dương Quân là thiên giới nhất cường đại quân đội, không có cái thứ hai. Bởi vì đội quân này là thiên đế năm đó quân cận vệ, tự tay điều giáo. Mặc dù không có phong đế cấp cường giả, nhưng ngụy đế cấp lại đạt đến 36 người, tại thiên giới mấy đại trong quân chiến lược tối cường. Thiên đế kỳ tài ngút trời, là nhân tộc trong lịch sử nhanh nhất leo lên đế vị thiên tài, vẻn vẹn hao tốn 3.000 năm tựu vinh đăng trí tôn chi vị. Hắn cũng là nhân tộc trong lịch sử thần thông pháp tắc bí thuật chiến trận tối cường thiên đế, cửu dương quân đạt được thiên đế chân truyền, có được 9 loại cường đại thần trận, 36 ngụy đế liên thủ phía dưới, có thể trong nháy mắt diệt sát minh vương, thanh đế đã từng nói hắn cũng đỡ không nổi 36 người liên thủ một kích. Mạnh mẽ, giang giật âm thầm cảm khái, thiên đế hắn mơ hồ nghe nói qua một chút truyền thuyết, nghe nói là đại nạn sắp tới, cuối cùng bị minh đế đánh lén giết chết chính là bởi vì thiên đế chết rồi, minh tộc mới có thể quật khởi, mới có thể nhất cử đánh hạ thiên giới to lớn giới diện, kém chút để nhân tộc diệt tộc. Kia vì sao thiên giới không đề cử một cái mới thiên đế? Giang giật nghĩ nghĩ, phi thường nghi ngờ hỏi quốc không thể một ngày không có vua, chỉ cần đề cử một cái mới thiên đế, liền có thể hiệu lệnh quần hùng thiên hạ, đoàn kết nhân tộc toàn bộ lực lượng, nhất cử trấn áp minh tộc A. Người không phải nói minh đế chuyển thế trọng tu sao chính là tốt đẹp thời cơ A ha ha kha lộng ảnh đùa cợt nở nụ cười lắc đầu nói bốn vị đại đế chiến lược cùng năm đó cửu dương thiên đế tranh lệch rất xa không ai phục ai tăng thêm hiệu lệnh thiên hạ thiên đế thần binh hỏa long kiếm tung tích không rõ sở dĩ tự biến thành bộ dáng này hỏa hỏa long kiếm giang giật đôi mắt co rụt lại hắn thanh kiếm kia không phải liền là hỏa long kiếm sao chẳng lẽ là thiên đế thần binh mà lại hỏa long kiếm bên trong cái kia lão giả thần bí lai lịch bất phàm cường đại đến đáng sợ chẳng lẽ hắn liền là cửu dương thiên đế Giang giật bờ môi khẽ run rẩy, hít một hơi, khẩn trương hỏi, Kha tiểu thư, thiên đế tên thật là gì hình dạng thế nào? Không biết, Kha lộng ảnh tựa hồ còn tại lo lắng thiên giới hiện trạng, không có chú ý Giang giật dị trạng, thuận miệng giải thích nói, thiên đế chân dung không có để lại một bức, mà lại gặp qua hắn người muốn vẽ một bức ra, nhưng căn bản không cách nào đặt bút. Tên thật của hắn cũng không ai biết rõ, nghe nói sớm mấy năm hắn không trở thành thiên đế thời điểm, rất nhiều người để hắn vô danh. Vô danh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang nổ vang, giang giật toàn thân kịch liệt run lên, trong nháy mắt thạch hóa. chương 1663, phát đạt nguy cơ. Thủa thiếu thời, giang giật trong đan điền có một cái phong ấn, để hắn không cách nào tu luyện, đằng sau phong ấn phá, hắn đạt được một bản thần kỳ công pháp, kia công pháp gọi vô danh thần công. Về sau hắn đạt được một cái hạt châu, lại lấy được một thanh kiếm, thanh kiếm này càng thêm thần kỳ thế mà phân liệt bảy cái tàn kiện, vẻn vẹn tìm tới bốn cái tàn kiện liền có thể so đạo thiên linh bảo. Thanh kiếm này người quen biết chỉ có một cái, cái kia chính là địa sát quân chủ, mặc dù địa sát quân chủ không có nói cho giang giật thanh kiếm này tồn tại, nhưng giang giật biết rõ thanh kiếm này phi thường chân quý, chủ nhân của thanh kiếm này phi thường cường đại. Địa sát quân chủ ở lại địa phương, có một mảnh hải, kiếp phiến hải gọi tư vô hải, trên biển có cái hòn đảo gọi vô danh đảo. Giang giật, ngươi là một cái có đại cơ duyên người, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, coi như người chết cũng không thể mất đi thanh kiếm này. Giang giật nhớ tới địa sát quân chủ, nhớ tới hắn nhìn thấy thanh kiếm này đôi mắt chỗ sâu nóng rực, hắn nhưng là địa giới xếp hạng trước mấy đại nhân vật, có thể làm cho hắn như thế sùng kính người tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Trọng yếu nhất chính là hỏa long kiếm, mới dung hợp bốn cái tàn kiện, kha lộng ảnh liền nói nhưng so sánh đạo thiên linh bảo. Giống như đem còn lại ba cái tàn kiện còn có chân chính khí linh tìm tới, thanh kiếm này có thể cường đại đến trình độ nào mặc dù Giang Giật không biết hồng mông uy lực của Linh Bảo, nhưng đến lúc đó thanh kiếm này tuyệt đối không kém gì hồng mông Linh Bảo. Hết thảy hết thảy tựa hồ cũng liên hệ, lão giả thần bí liền là cửu dương thiên đế vô danh trong tay hắn cầm hỏa long kiếm liền là thiên đế thần binh. Đây hết thảy hết thảy lại để cho Giang Giật không dám tin, dù sao cái này quá mơ hồ. Một đời thiên đế, nhân tộc trí tôn, tàn hồn lại đi thiên tinh giới một thế giới nhỏ mặt truyền cho hắn vô thượng thần công trong tay hắn có tượng trưng cho vô thượng quyền uy, có thể hiệu lệnh thiên hạ hỏa long kiếm. Không đúng, nghĩ tới đây, Giang giật run lên một cái giật mình, thiên đế thần binh như vậy nổi danh, hỏa long kiếm không có khả năng không ai nhận biết A à thiên giới một số người cùng kha lộng ảnh rõ ràng nhìn qua hỏa long kiếm, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, điều này nói rõ này hỏa long kiếm không phải là kia hỏa long kiếm. Nếu không thanh kiếm này đã sớm vô số người ngấp nghẽ, bốn vị đại đế giờ phút này đều tự mình truy sát tới cửa. Cũng không có thể đi, Giang giật nghĩ nghĩ, đem trong đầu không thiết thực suy nghĩ dứt bỏ. Thế giới này thiên tài nhiều như vậy, cửu dương thiên đế làm sao có thể chọn hắn làm truyền nhân lại nói đường đường thiên đế, giống như muốn bồi dưỡng truyền nhân lời nói, hắn còn điểm ấy cảnh giới không nói phong đế cấp đi, làm sao cũng phải đạt tới ngụy đế cấp A. Lão giả này ngoại trừ cho hắn một bộ vô danh công pháp bên ngoài, cái gì đều không cho hắn, Hỏa Long kiếm vẫn là chính hắn từng kiện tìm được. Trọng yếu nhất chính là Hỏa Long kiếm, giống như đây là Thiên Đế thần binh, Thiên giới công tử tiểu thư không có khả năng không biết, Thiên giới các đại lão không có khả năng không đi bốn phía truy tra, dù sao đạt được Thiên Đế thần binh thế nhưng là có thể hiệu lệnh thiên hạ a. À. Đại sự như thế hắn cũng không dám hỏi Kha Lộng Ảnh, vạn nhất là hắn rất có thể bị các vị đại đế tự mình truy sát, hắn đôi mắt chuyển động vài vòng, mở miệng hỏi, "Kha tiểu thư?" Người đi nói địa giới truyền tống trận tại Cửu Dương Thành, Cửu Dương Thành là Cửu Dương quân chỗ thành trì. Đúng vậy a, à. Kha Lộng Ảnh gật đầu nói, Cửu Dương quân liền tại phụ cận, Cửu Dương Thành là Cửu Dương quân 36 vị thiên vương khống chế, làm sao Giang Giật ngươi muốn gia nhập Cửu Dương quân? Ừm, Giang Giật phi thường khẳng định gật đầu nói, ta có thể gia nhập sao? Người cảnh giới đạt đến thần đế cảnh, tự nhiên có thể gia nhập. Kha Lộng Ảnh khe khẽ thở dài nói, ta liền biết ngươi sẽ không theo ta hồi trở lại Lân Hậu Phong, Người đại nam tử chủ nghĩa rất mạnh a à thôi, người lui ra đi, một ngày sau theo ta lên đường, ta dẫn người đi ra nhập cửu dương quân. Đa tạ kha tiểu thư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, giang mỗ cáo lui. Giang giật có chút khom người mở ra thiền điện cấm chế, đi ra phía ngoài, rất nhanh biến mất tại tòa thành bên trong. Kha lộng ảnh không có đứng dậy đưa tiến, một mực vuốt vuốt trong tay màu xanh biết thủ xuyến, ngồi thật lâu mới thở dài nói, không biết ta hôm nay quyết định là sai là đúng, giang giật ngươi đến cùng là một viên tướng tinh, vẫn là một viên ma tinh cũng đừng bởi vì cứu ngươi một mạng, dẫn đến nhân tộc nội đấu càng thêm mãnh liệt. Cửu Dương Quân, Giang Giật đi ra tòa thành về sau, đôi mắt trở nên nóng rực lên. Truyền tống trận ngay tại Cửu Dương Thành, một khi có cơ hội hắn liền có thể truyền tống đi hỗn độn hải, lại truyền tống về địa giới. Mà lại Cửu Dương Thành có là Cửu Dương Thiên Đế đã từng trung thành nhất bộ hạ thành lập, đi Cửu Dương Quân hắn liền có thể tìm hiểu Cửu Dương Thiên Đế Hỏa Long kiếm tin tức giống như cửu dương thiên đế thật là hỏa long kiếm bên trong lão giả thần bí, hắn tự phát đạt, đương nhiên hắn phiền phức cũng lớn. Phát đạt không cần nhiều lời, thiên đế thần binh, còn có thiên đế tự mình truyền công pháp, cùng cửu dương quân. Một khi xác nhận hắn là cửu dương thiên đế truyền nhân, kia cửu dương quân rất có thể tôn hắn làm chủ. Cửu dương thiên đế tự mình dạy dỗ nên quân đội, trung thần độ không cần hoài nghi, huống chi lão giả thần bí tàn hồn còn không có tiêu tán. Lão giả thần bí một câu, hắn an vị ủng toàn bộ thiên giới tối cường quân đội cùng bộ hạ, tung hoành thiên hạ, hiệu lệnh bát phương không là vấn đề. Phiên phức cũng rất dễ lý giải, thiên đế đã chết, bốn vị đại đế không ai phục ai, người người đoán chừng đều nghĩ thượng vị, đều muốn lấy được thiên đế thần binh. Nếu như hắn đạt tới phong đế cấp vậy ai cũng không sợ, vấn đề hắn phong vương cấp đều không phải là, bốn vị đại đế muốn giết chết hắn cùng đùa đồng dạng đơn giản. Không có thực lực tuyệt đối tự vệ trước, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận cùng hỏa long kiếm cùng lão giả thần bí sự tình. Mặc kệ hỏa long kiếm có phải hay không thiên đế thần binh, Giang giật hạ quyết tâm về sau không thể dùng linh tinh, cũng không thể đơn giản bại lộ lão giả thần bí thân phận. Đây cũng không phải là nói đùa, coi như bốn vị đại đế có một tia hoài nghi, hắn sẽ chết không có chỗ chôn Trở lại khách sạn, hắn phát hiện bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà đổi mới rồi, người thị giả kia canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy hắn sau khi trở về liền vội vàng gật đầu cúi người nói ra, đại nhân, ngài trở về ta còn tưởng rằng ngươi hội ở tại phủ thành chủ đâu. Qua một ngày tiểu đi, đây là một vạn thần nguyên, ta luyện công lúc không cẩn thận thiên lực tiết ra ngoài, đem các người đồ dùng trong nhà làm hỏng, đây là bồi thường. Giang giật lấy ra một vạn thần nguyên ném qua đi, người phục vụ không dám thu, dù sao Giang giật thế nhưng là kha ra người A, Giang giật trực tiếp ném cho hắn, lạnh giọng nói ra ta muốn bế quan tu luyện, không có việc gì không nên quấy giày ta. Người phục vụ không có nửa điểm hoài nghi, thành thành thật thật lui xuống. Giang giật trở ra có chút nhức cả trứng, còn phải chờ thêm một ngày, chẳng lẽ vết sẹo trên mặt hắn còn không xong đến lúc đó làm sao gặp người A, giống như gây nên người khác hoài nghi, kia kha lộng ảnh đều mang không đi hắn. Liều mạng, Giang giật cắn răng, không đi chữa thương để thương thế tự nhiên khỏi hẳn, dạng này trên mặt hắn hội lưu lại nhàn nhạt vết sẹo, nhìn hắn xấu vô cùng. Mà lại loại này tự nhiên lưu lại thương thế về sau là không cách nào tự động phục hồi như cũ, trừ phi. Giang giật lại đem chính mình đốt một lần, dùng thần thụ diệp chữa trị xong. Đốt một lần tự đốt một lần, Giang giật không thèm đếm xỉa, coi như đi cửu dương quân, hắn trong thời gian ngắn khẳng định cũng không thể dùng chân diện mục gặp người, lưu lại một chút vết sẹo vừa vặn có thể che giấu tai mắt người, dù sao đều bị đốt đi hai lần, không quan tâm đốt thêm một lần. Nam nhân, muốn đối chính mình hung ác một điểm, chương 1664, bá đạo vô song. Mặc dù nội tâm đã tin tưởng Kha Lộng Ảnh, nhưng Giang Giật vẫn như cũ không dám khinh thường, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái một bên tu luyện, một bên dò xét tình huống bên ngoài. Thẳng đến dòng dã đi qua hạ giới 10 ngày thành nội còn một mảnh yên tĩnh, Giang Giật mới hoàn toàn yên tâm lại. Kha lộng ảnh nếu là đổi chắc hắn, đao lãnh cùng đao nộ tảo đã đến. Hai đại ngụy đế cấp không đến, đao nhậm lại tới. Đao phong chết rồi, đao nhậm trở thành đao gia đệ nhất công tử, có thể nói xuân phong đắc ý. Kha lộng ảnh thế nhưng là lân hậu làm tôn nữ, giống như có thể cưới Kha Lộng Ảnh tương lai đao ra gia, gia chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, Kha Lộng Ảnh tư sắc là thiên giới đỉnh cấp, yểu điệu thục nữ, quân chủ cũng tốt cầu. Giang giật trong thành, Kha Lộng Ảnh không có cách nào chỉ có thể bồi đao nhậm qua loa một phen. Đao nhậm cách làm để Kha Lộng Ảnh càng thêm chán ghét nàng, nàng mặc dù trướng mắt đao phong, nhưng cái này đao nhậm các phương diện so đao phong đều kém hơn không phải một hai điểm. Đao phong mới chết bao lâu Giang giật còn không có bắt lấy. Đao nhậm thế mà trong thành xếp đặt buổi tiệc, khoản đãi Kha Lộng Ảnh. Sau đó đao nhầm cùng đi Kha Lộng Ảnh đi phụ cận thành trì thông lệ lục soát mang theo hơn 10 vạn đại quân, còn có hai cái phong vương cấp trưởng lão. Hắn ngược lại là uy phong bắt diệt, nhưng lục soát căn bản không thèm để ý, hắn tâm tư một mực tại Kha Lộng Ảnh trên thân, làm đến làm cho Kha Lộng Ảnh muốn ói. Đem phụ cận 4 năm tòa thành trì tìm tòi một lần, đại quân trở về, Kha Lộng Ảnh nói ở lại đây đến còn quen thuộc, mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đóng cửa không tiếp khách đao nhậm chỉ có thể dẫn người rời đi dù sao nhà bọn hắn toàn bộ người đều đang tìm kiếm hắn một mực tại bên này ở tóm lại không tốt lắm đao nhậm đi tiểu nửa ngày kha lộng ảnh chuẩn bị mang theo giang giật rút lui nếu không qua một thời gian ngắn đao nhậm lại sẽ đến nàng phái người cho giang giật truyền lời giang giật vội vàng xuất quan thẳng đến phủ thành chủ xấu kha lộng ảnh nhìn thấy giang giật mặt truyền âm tới một câu không còn có liếc hắn một cái nàng cùng sương di lên chiến xa sương di quát lạnh một tiếng rõ ràng đi chiều cao đạt tới bốn năm trượng tuyết trắng cửa thú phóng lên tận trời chiến xa phá không mà đi kha lộng ảnh quét giang giật một cái nói kha đạt đuổi theo đi hưu giang giật đằng không mà lên nhanh chóng đuổi theo chiến xa hướng đông bắc bên cạnh phá không mà đi bay khỏi thành trì trăm dặm trước mặt chiến xa ngừng lại kha lộng ảnh truyền âm nói vào của ta không gian thần khí đi ngươi ở bên trong an tâm tu luyện đại khái năm ngày sau liền có thể bay khỏi thanh vực muốn lâu như vậy Giang giật thầm giật mình thanh vực đến cùng lớn bao nhiêu a à, kha lộng ảnh vì sao không truyền tống không bằng hắn cũng không tốt hỏi nhiều cũng không có chút gì do dự mặc cho kha lộng ảnh đem hắn thu nhập không gian thần khí một tòa màu trắng xinh đẹp bên trong cung điện nhỏ ha ha tiểu tử này ngược lại là rất có quyết đoán hắn cũng không sợ tiểu thư bán đứng hắn sương di nhìn thoáng qua kha lộng ảnh cung điện nhỏ màu trắng cười một tiếng thu nhập không gian thần khí giang giật chẳng khác gì là đem thân ra tính mệnh giao cho kha lộng ảnh không gian thần khí bóp nát giang giật tựu chết không có chỗ chôn Ta xem người rất chuẩn, Kha lộng ảnh phi thường khẳng định nói ra, hắn nếu không chết, tương lai ít nhất là cái ngụy đế cấp, rất có thể trở thành cái thứ hai diệt ma đại đế. Liền là sát tâm quá nặng đi, ta sợ hắn về sau sẽ làm đến thiên giới long trời lở đất a Đã làm, vậy liền không nên suy nghĩ nhiều, hết thảy đều xem thiên ý đi. Sương Di cảm khái một tiếng, quát khẽ một tiếng, rõ ràng, ra tốc phía trước dị thú trên thân bạch quang chấn động đột nhiên ra tốc, tốc độ càng hợp so ngụy đế cấp, chiến xa thoáng qua biến mất ở phía xa thiên sơn vạn khe bên trong. Trên đường đi không ngừng tao ngộ đao ra lục soát đại quân, nhưng có kha lộng ảnh ai dám ngăn cản đường không chỉ có không ai cản đường một đường còn có người hộ tống, bất quá bị kha lộng ảnh cự tuyệt. Bình tĩnh phi hành một ngày thời gian, kha lộng ảnh chiến xa đột nhiên đứng tại giữa không trung phía trước xuất hiện một đội đại quân ngăn cản đường đi, phía trước nhất rõ ràng là đao mặc cho công tử, để Kha Lộng Ảnh cùng Sương Di nội tâm hơi kinh hãi chính là đao lãnh thế mà tới. Đao gia nhân vật số 3 tự mình ngăn cản đường đi, điều này nói rõ cái gì nói rõ đao gia đối nàng có hoài nghi, hoài nghi Giang giật bị nàng cứu được, nếu không đao lãnh nhân vật như vậy làm sao lại hạ mình tới này. Sương Di, đừng nói chuyện, hết thảy có ta. Kha Lộng Ảnh lòng có bất an, mặt ngoài nhưng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, truyền âm một câu cho Sương Di về sau, khống chế chiến xa rừng ở giữa không trung, Đứng dậy hướng Đao Lãnh hành lễ nói, "Lãnh đế tốt, Đao mặc cho công tử tốt." Đao Lãnh không nói chuyện, Đao Nhậm ngược lại là trên mặt hiển hiện một nụ cười khổ, nói, "Lộng Ảnh tiểu thư, ngươi làm sao không rên một tiếng muốn đi a à cái này quá không đủ ý tứ a, à đảm nhiệm còn đau khổ đang chờ ngươi đến Thanh đế phong đâu, lại thu được ngươi muốn trở về tin tức, lúc này mới vội vàng chạy đến." Kha Lộng Ảnh cười nhạt một cái nói, "Ta cũng liền tùy ý đi dạo, thuận tiện nhìn xem các ngươi Thanh vực phong cảnh, đi hỗn độn hải một đoạn thời gian." lại chạy tới thanh vực là thời điểm trở về đao nhậm trên mặt hiển hiện nụ cười gật đầu nói hẳn là người đã đến thanh vực lâu như vậy lần hậu đoán chừng cũng nhớ ngươi liền là không hảo hảo chiêu đãi ngươi đảm nhiệm rất là ái náy a à. kha lộng ảnh nói mặc cho công tử khách khí đao nhậm không nói đao lãnh đột nhiên mở miệng nói ra kha tiểu thư vì sao không theo truyền tống trận đi như thế bay thật mệt mỏi a à, quả nhiên kha lộng ảnh nội tâm thở dài đào lãnh hoàn toàn chính xác hoài nghi nàng, bất quá nàng đã sớm nghĩ kỹ đối sách, nhàn nhạt cười nói, làm phiền lãnh đế nhớ mong, lộng ảnh gần nhất tại tu luyện linh hồn tịch diệt thần thông, có thể không ngồi truyền tống trận tựu không ngồi truyền tống trận đi. Linh hồn tịch diệt, đao nhậm đôi mắt sáng lên, giơ ngón tay cái lên nói, lân hậu thế mà đem linh hồn tịch diệt truyền cho ngươi lộng ảnh tiểu thư về sau nhất định có thể trở thành đời tiếp theo lân hậu A. Kha tiểu thư có phúc lớn, đao lãnh gật đầu khen, không bằng hắn rất nhanh nói phong nhất chuyển nói, nghe nói kha tiểu thư tại thanh phong thành phát hiện nhà ngươi một cái tộc nhân làm sao không thấy người đâu sương di hơi khẩn trương lên đao lãnh trực tiếp điểm tên điều này nói rõ hắn phi thường hoài nghi kha đạt liền là giang giật bất quá nghĩ đến cái này kha đạt trên thân nghi điểm hoàn toàn chính xác nhiều trên đường đi đao ra người cũng không nhìn thấy kha đạt đi theo hai người đao lãnh hoài nghi cũng bình thường a à, ngươi nói kha đạt a à. kha lộng ảnh nói tiếp thuận miệng nói kia là nhà ta lão quản gia nhi tử ta phái hắn có việc đi lãnh đế làm sao như vậy quan tâm nhà ta một cái hạ nhân. Kha lộng ảnh nói chuyện giọt nước không lọt, mà lại thần sắc không có một tia cải biến, tự liền đôi mắt chỗ sâu đều một mảnh yên tĩnh, giống như giang giật ở bên ngoài khẳng định hội giơ ngón tay cái lên. Đao nhậm gặp Kha lộng ảnh lời nói có chút chuyển sang lạnh lẽo, vội vàng ấm chàm nói, lộng ảnh tiểu thư đừng thấy lạ, lãnh thúc chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thuận miệng hỏi một chút. Sai, đao nhậm nghi ấm chàng, đao lãnh nhưng không có cho hắn mặt mũi, hắn lạnh giọng nói ra, Kha tiểu thư, ta hoài nghi cái này Kha đạt thân phận có vấn đề, mà lại. Ta hoài nghi Kha đạt ngay tại ngươi không gian thần khí bên trong, có thể hay không đem hắn phóng xuất, để cho ta điều tra thêm. Ách, đao nhậm nụ cười trên mặt ngưng kết xuống tới, xương di trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, đao lãnh đây là triệt để không nể mặt mũi, nàng làm Kha lộng ảnh cận vệ làm sao có thể không giận. Kha lộng ảnh sắc mặt vẫn là không có một tia biến ảo, nàng nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười, nhìn đao nhậm một chút, ánh mắt nhìn về phía đao lãnh nói, đã sớm nghe nói lãnh đế chiến lược kinh thiên, bá đạo vô song, hôm nay lộng ảnh xem như kiến thức. Kha đạt thật không tại của ta không gian thần khí bên trong, giống như lãnh đế không tin tưởng, có thể tự mình đến điều tra một phen. Đương nhiên, giống như lục soát không có bất cứ vấn đề gì, hy vọng các ngươi đao ra cho ta tổ mẫu một cái công đạo. Trường 1665, ta định để bò lên núi. Bá đạo vô song, tổ mẫu, bàn giao, cái này ba cái từ để toàn trường đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, Kha Lộng Ảnh lời nói nhẹ nhàng, không mang theo một tia khói lửa, sắc mặt cũng yên ổn tĩnh an tường, nhưng tất cả mọi người có thể trong lời nói của nàng cảm nhận được một chút tức giận. Đao Lãnh không có cho nàng mặt mũi, nàng tranh phong tương đối, ăn miếng trả miếng đồng dạng không có cho Đao Lãnh bất kỳ mặt mũi gì, người muốn lục soát có thể, bất quá nàng về sau sẽ không còn là đao gia bằng hữu, hơn nữa còn hội mời Lân Hậu giúp nàng làm chủ. Lần hậu sủng ái Kha Lộng Ảnh đây là thiên hạ đều biết sự tình, nếu không Kha Lộng Ảnh cũng sẽ không như thế bị thiên giới công tử truy phùng. Lần hậu cả một đời đều không có lấy chồng, không có con cái, chỉ là thu một cái nghĩa tử, cái kia chính là Kha Lộng Ảnh lão cha. Cái này nghĩa tử sinh rất nhiều con cái, Kha Lộng Ảnh là nhỏ nhất, từ nhỏ đã xinh đẹp đáng yêu thông minh lanh lợi, thiên tư tung hoành. Kha Lộng Ảnh nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, lần hậu đều không có biểu lộ ra quá nhiều yêu thích, hết lần này tới lần khác kha lộng ảnh nàng thích vô cùng từ nhỏ thường xuyên mang theo nàng đi chơi trên người đạo thiên linh bảo chiến giáp cùng cái kia thanh cung đều là lân hậu đưa đắc tội kha lộng ảnh vậy thì đồng nghĩa với đắc tội lân hậu cái này nếu là lân hậu truy cứu xuống tới đao gia có thể không cho cái bàn giao chẳng lẽ lại đến lúc đó đao lãnh tự thân lên môn chịu đòn nhận tội đương nhiên những sự tình này đến có cái tiền đề cái kia chính là kha lộng ảnh không gian thần khí bên trong có kha đạt mà lại cái này kha đạt còn nhất định phải có vấn đề chỉ cần đạo lý ở chỗ này lân hậu không lời nào để nói đao lãnh nhất định điểm này sở dĩ hắn bật cười lớn nói nghe nói kha tiểu thư có một tòa thánh nữ điện là lân hậu tự mình ban cho có thể hay không cho bản đế quan sát một phen a à, xương di biến sắc con ngươi nhìn về phía kha lộng ảnh giang giật liền là tiến vào thánh nữ trong điện giống như lấy ra cho đao lãnh điều tra đây không phải là trong nháy mắt tự lộ ra ánh sáng đao lãnh cùng giang giật thế nhưng là đánh qua đối mặt quen thuộc giang giật linh hồn khí tức ha ha kha lộng ảnh vẫn là không có bất luận cái gì sắc mặt giận dữ cười nhạt một cái nói lãnh đế nhất định phải như thế người đây là để lộng ảnh về sau rốt cuộc không mặt mũi đến các ngươi thanh vực a à. lãnh thúc đao nhậm cuống lên giống như đao lãnh triệt để đắc tội kha lộng ảnh sợ là hắn rốt cuộc không có, có cơ hội mà lại kha ra sẽ cùng đao ra trở mặt nếu không phải đao lãnh những người khác sợ là hắn đã sớm chửi mẹ đao lãnh vẫn kiên trì suy đoán của mình hắn lạnh lùng nói ra kha tiểu thư yên tâm nếu như là trường hợp hội lời nói, bản đế tự nhiên sẽ cho lân hậu một cái công đạo. Tốt, Kha lộng ảnh trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái màu trắng cung điện, nhẹ tay nhẹ hất lên nói, lãnh đế chiến lược kinh thiên, linh hồn cường đại, cũng không cần giải trừ dấu ấn tinh thần đi lãnh đế người tùy ý dò xét tốt. Lãnh đế tiếp nhận màu trắng xinh đẹp tiểu điện, cường đại thần thức trực tiếp đâm xuyên đi vào, một lần lại một lần ở bên trong liếc nhìn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều người khẩn trương không thôi, nếu có thể ở bên trong phát hiện giang giật tất cả đều dễ nói chuyện tiểu thư xương di không nghĩ tới kha lộng ảnh thế mà thật đem thánh nữ điện cho đao lãnh dò xét nàng khẩn trương đưa tin cho kha lộng ảnh cái sau nhưng căn bản không để ý đến nàng lẳng lặng nhìn qua đao lãnh một lần lại một lần đao lãnh sắc mặt biến đến có chút mất tự nhiên hắn chọn vẹn dò xét thời gian một nén nhang đem cung điện nhỏ màu trắng ném qua trầm ngâm một lát trên mặt xuất hiện một vòng kiên định nói ra kha tiểu thư có thể hay không đem ngươi không gian giới chỉ, còn có kha xương không gian giới chỉ đều cho bản đế nhìn xem. Đao lãnh, xương di triệt để bạo nộ rồi, trong tay xuất hiện một cái nguyễn tiên, cả giận nói, khác đừng khinh người quá đáng, lão thân thực lực mặc dù không bằng ngươi, nhưng liều mạng phía dưới đem ngươi mang theo cái này mấy vạn người toàn bộ lưu lại, cũng không phải là không có khả năng. Sương Di, lui ra, Kha lộng ảnh khẽ kêu, sắc mặt lần thứ nhất trở nên lạnh, nàng khiển trách như thế nào cùng lãnh đế nói chuyện lãnh đế cỡ nào thân phận hắn muốn làm gì tự có đạo lý của hắn coi như vô lý thì thế nào hắn muốn lục soát tự cho lục soát coi như muốn soát người chúng ta cũng không thể phản kháng hắn nhưng là lãnh đế kha lộng ảnh một phen mặc dù tại gian dậy xương di nhưng đao ra mấy vạn người đều cảm giác một trận đỏ mặt kha lộng ảnh ngôn ngữ quá sắc bén mặc dù không có một câu là mắng lãnh đế nhưng trong lời nói đều để lộ ra một loại ý tứ đao lãnh không biết xấu hổ đao lãnh sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh, kha lộng ảnh trong tay giới chỉ thoát ly, trực tiếp ném qua, xương di bị dày vài câu cũng không dám nhiều lời, hận hận đem giới chỉ ném qua, không nói một lời. Lần này đến phiên đao lãnh lúng túng, đao ra người trên đường đi đều không có phát hiện kha đạt, trên đường thành trì một mực quan bế, kha đạt không có khả năng ẩn núp vào thành trì. Sở dĩ hắn kết luận kha đạt ngay tại kha lộng ảnh không gian thần khí bên trong, mới có thể kiên định như vậy muốn điều tra. Lại không nghĩ rằng thánh nữ trong điện không có, kha lộng ảnh cũng phi thường dứt khoát đem không gian giới chỉ ném qua như là đã nháo đến loại tình trạng này đao lãnh không có khả năng không lục soát hắn thần thức quét đi vào từng lần một điều tra hai người không gian giới chỉ còn cưỡng ép phá vỡ xương di giới chỉ lấy ra một cái không gian thần khí kết quả hắn cái gì cũng không có tìm tới sắc mặt của hắn trở nên vô cùng âm trầm đem giới chỉ ném qua kha lộng ảnh bình tĩnh nói ra lãnh đế muốn hay không xoát người không cần Đao lãnh mặt không thay đổi nói ra, Kha Tiểu Thư lần này là bản tọa đắc tội, ngày sau nhất định tự thân lên lân hậu phong thỉnh tội. Kha lộng ảnh nở nụ cười xinh đẹp nói, vậy ta tự xin đợi lãnh đế đại giá, lãnh đế nhân vật như vậy, nhất định sẽ không nuốt lời. Giống như, lãnh đế không đến, ta liền để tổ mẫu tự mình đến mời. Bá bá bá, đao lãnh cùng đao ra rất nhiều sắc mặt người trở nên yếu ớt, Kha lộng ảnh nhìn nhu nhu nhược nhược, nội tâm lại như thế vừa hung ác đối mặt ngụy đế cấp cường giả không chút nào luống cuống không e ngại khí độ phi phàm để đao nhậm bọn người cảm thấy không bằng đi đao lãnh vung tay lên mang người bay đi lại lời khách sáo đều chưa hề nói một câu hắn mặt mũi này đã mất hết quay đầu còn muốn đi lân hậu phong ném một lần lân hậu như vậy sủng ái kha lộng ảnh đao lãnh đoán chừng chính mình đi lân hậu phong bị vỗ một trường kia là nhẹ nhất lộng ảnh tiểu thư xin lỗi đao nhậm trong cảm giác bên ngoài không phải người vốn muốn nói mấy câu khách sáo cuối cùng chỉ có thể chắp tay đi theo đao lãnh bọn người rời đi. Kha lộng ảnh không còn có nói nửa câu lời nói, sắc mặt bình tĩnh như nước xem bên cạnh Sương Di âm thầm bội phục. Tiểu thư, bọn người đi một hồi lâu, Sương Di mới nghi ngờ truyền âm nói, giang giật rõ ràng tiến vào thánh nữ điện, đao lãnh làm sao lại dò xét không đến. Hừ hừ, Kha lộng ảnh lạnh lùng hừ một cái nói, thánh nữ điện đây chính là tổ mẫu tự mình luyện chế cho ta bảo mệnh. Bên trong có một cái phi thường cường đại cấm chế, đừng nói đao lãnh, coi như đao nô đều không phát hiện được. Đao lãnh đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, quay đầu đi lân hậu phong, ta định để bò lên núi. Tê tê, xương gì có chút hít hai cái hơi lạnh, có chút không rét mà run. Nàng từ nhỏ đã đi theo kha lộng ảnh, hiểu rõ vô cùng tính tình của nàng. Vị tiểu thư này bình thường nhìn không dính khói lửa trần gian, nếu thật là chọc giận nàng, hậu quả. Rất nghiêm trọng, chương 1666, đại nhân vật. Đao lãnh náo loạn như thế một lần, kha lộng ảnh trên đường đi không còn có tao ngộ bất luận cái gì chặn đường nàng không có tiến vào thanh vực nội bất luận cái gì một tòa thành trì cứ như vậy thẳng tắp phi hành dòng dã bay năm ngày mới ra thanh vực thanh vực đông bắc bên cạnh là long vực đây là long gia khống chế địa bàn nhưng long gia là thanh đế thủ hạ kha lộng ảnh đồng giảng không dám cưỡi truyền tống trận lại không dám đem giang giật phóng suất tiếp tục phi hành trọn vẹn bay hai ngày sau chiến xa rốt cục rừng ở một ngọn núi tri đỉnh một tòa đại thành trì bên trong tham kiến tiểu thư nơi này mặc dù là long vực nhưng cái này thành trì thành chủ lại là phụ thuộc kha gia gia tộc kha lộng ảnh đi theo thành chủ tiến vào một tòa cự đại tòa thành bên trong nàng lười biếng duỗi lưng một cái khoát tay áo nói ta mệt mỏi các thành chủ ngươi đi xuống đi bay mấy ngày kha lộng ảnh hoàn toàn chính xác mệt đến ngất ngư trong tay nàng một tòa màu trắng cung điện xuất hiện đem giang giật phóng ra sau đó trực tiếp đi vào gian phòng tại cửa ra vào nói ra giang giật tại tòa thành bên trong ở lại đừng đi ra đối đãi ta nghỉ ngơi một trận trực tiếp truyền tống đi lân vực. Đi lân vực, Giang giật nháy nháy mắt có chút không hiểu, Sương Di giải thích nói, thanh đế thế lực phi thường lớn, ngươi như nghĩ trực tiếp đi cửu dương thành phải phí nhiều chắc trở, về trước lân vực, quay đầu có thể trực tiếp truyền tống đi cửu dương thành. a à nha, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, liên tục chắp tay nói, đa tạ tiền bối giải hoặc. Hừ hừ, Sương Di có chút khó chịu Giang giật, hừ lạnh hai tiếng tiến vào một cái phòng không để ý tới Giang giật, rõ ràng là bởi vì đao lãnh sự tình giận chó đánh mèo giang giật. Tòa thành cấm chế mở ra, giang giật không dám đi ra ngoài, trong đại sảnh chuyển vài vòng nắm lên trên bàn linh quả tự ăn. Liên tục ăn 10 cái hắn buồn bực ngán ngẩm, tùy tiện đi vào một cái phòng, lấy ra thần thụ diệp tiếp tục tham mộ bản nguyên áo nghĩa. Tu luyện không tuế nguyệt, tiểu nửa ngày trước mắt đi qua, giang giật bị gian phòng bên trong cấm chế lấp lánh đánh thức, hắn đứng dậy đi ra phía ngoài. Kha lộng ảnh nghỉ ngơi tốt, mang theo giang giật tốt xương di đi ra tòa thành tiến vào hậu viện một tòa đơn độc tòa thành bên trong, bên trong không có cái gì chỉ có một cái cự đại truyền tống trận. Mở ra truyền tống trận, Kha lộng ảnh khoát tay áo, lời vô ích gì đều không nói, giang giật mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều đi theo vào trong truyền tống trận. Rất nhanh một đạo bạch quang sáng lên, ba người biến mất tại trong truyền tống trận. Lần này truyền tống tuyệt đối là giang giật đời này truyền tống một lần lâu nhất, linh hồn hắn rất mạnh, nhưng vẫn như cũ cảm giác vượng vượng hồ hồ, cảm giác ít nhất truyền tống hạ giới thời gian 10 ngày, cước rốt cục mới đạp ở trên mặt đất. Bịch, hắn trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, cái gì đều mặc kệ an vị chỗ nhắm mắt điều tức, làm dịu trong đầu cảm giác hôn mê. Đợi nửa canh giờ, hắn mới mở to mắt, cũng may nơi này cũng là một tòa thành lâu đài, phụ cận cũng không có quá nhiều ngoại nhân, chỉ có một cái phong hào thần đế ở một bên chờ. Tiểu ca ngươi đã tỉnh phong hào thần đế rất khách khí nở nụ cười, nói ra ảnh tiểu thư phân phó, dẫn ngươi đi gặp nàng. Giang giật liếc mấy cái mới phát hiện Kha Lộng Ảnh cùng Sương Di đều đi, hắn vội vàng đi theo phong hào thần đế đi ra phía ngoài, tiến vào một cái trong chính điện. Kha Lộng Ảnh ngồi tại chính điện có thể uống trà, nhìn thấy Giang giật vào đây, phất phất tay ra hiệu Giang giật ngồi xuống, mở miệng nói, nơi này là Lân Thành, ngươi là ở lại đây một đoạn thời gian, vẫn là lập tức đi cửu Dương Thành. Đi cửu Dương Thành đi, Giang giật nghĩ nghĩ nói, hắn không quen thiếu quá nhiều người, ở chỗ này luôn cảm giác ăn bám đồng dạng mọi chuyện đều muốn dựa vào Kha Lộng Ảnh. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất ở lại đây mấy ngày. Kha Lộng Ảnh nghĩ nghĩ nói ra, cửu dương thành bên kia đao ra đi người, trực tiếp phong bế đi hỗn độn hải truyền tống trận, đoán chừng những người kia thời gian ngắn sẽ không thối lui, người đi có thể sẽ bị phát hiện. Ở lại đây mấy ngày, chờ danh tiếng qua tựu an toàn ta. Mà lại đao lãnh trên đường ngăn lại ta, hẳn là hoài nghi ta mang người đi, đoán chừng bên này mật thám sẽ bắt đầu điều tra, người lập tức truyền tống đi, bại lộ khả năng rất lớn tốt ha, à, Giang giật nghĩ nghĩ gật đầu nói, đi qua hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, chỉ có thể ở cái này tu luyện mấy ngày. Kha lộng ảnh đứng dậy chỉ vào tên kia phong hào thần đế nói, vị này mới thật sự là Kha Đạt, nhà ta lão quản gia nhi tử, cái này mấy ngày hắn chiếu cố ngươi, có gì cần cùng hắn nói. Chân chính Kha Đạt Giang giật mặt đường vẻ xấu hổ, không nghĩ tới Kha ra thật là có một cái Kha Đạt. Kha lộng ảnh đi, cũng không có đối Giang giật quá nhiều lung lạc, thậm chí chưa hề nói một câu để Giang giật lưu tại Kha ra lời nói, Giang giật tại tòa thành bên trong ở lại, đại môn không ra nhị môn không bước, tự bế quan tu luyện. Một mực tu luyện 4 năm ngày, Kha Lộng Ảnh không có tới đi tìm Giang giật một lần, để Giang giật nội tâm triệt để đối nàng chịu phục. Xem ra Kha Lộng Ảnh giúp hắn cũng không phải là nghĩ mời chào hắn, chỉ là vì không cho một nhân tài vẫn lạc, là nhân tộc lưu thêm một điểm khí vận, đây là một cái chân chính có nhân từ đại ái đại nghĩa kỳ nữ. Ngày thứ 6, Thật Kha đã tới tìm hắn, nói có một cái thần bí đại nhân triệu kiến, Kha đạt là ai? A Giang giật hiếu kỳ nghe ngóng hỏi. Kha đạt lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không biết, phụ thân truyền lời để cho ta mang người tới. Kha gia lão quản gia loại này lão quản gia địa vị cũng không thấp a, à, chẳng lẽ là Kha gia gia chủ muốn gặp hắn? Giang giật mang theo đầy trong đầu nghi hoặc đi theo Kha đạt hướng về sau viện đi đến. Kha gia viện tử thật đại, dòng dã đi nửa canh giờ, vòng qua mấy ngàn tòa tòa thành hai người đến một cái hậu hoa viên, một lưng gù lấy cóng lão giả ở phía sau vườn hoa cửa ra vào chờ lấy. Vị này liền là Giang Tiểu Ca a." À. Lão giả cười tủm tỉm, rất là hiền lành, hắn cung thân hướng phía trước chỉ một cái nói, "Đi theo ta đi." Lão quản gia mang theo Giang giật đi vào vườn hoa, kết quả đi vào một đạo bạch quang hiện lên, hai người lại biến mất ở phía sau trong hoa viên. Giang giật cảm giác hẳn là truyền tống không xa khoảng cách bạch quang mới tán đi, hai người ra một cái sơn thanh thủy tú tiểu sơn cốc bên trong, trong sơn cốc chỉ có một tòa cung điện, một người không có để giang giật nghi ngờ là lão quản gia cũng không có mang theo hướng cung điện đi đến mà là hướng cung điện bên cạnh đầm nước nhỏ đi đến đến cạnh đầm nước bên cạnh hắn khom mình hành lễ nói lân hậu giang giật tới lân hậu giang giật đôi mắt co rụt lại hắn vạn vạn không nghĩ tới muốn gặp hắn đại nhân vật đúng là lân hậu đây chính là thiên giới chúa tể một trong a hắn liền vội vàng khom người hành lễ nói giang giật bái kiến lân hậu kha vĩnh người đi xuống đi một đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến lão quản gia khẽ kho người đi ra phía ngoài. Giang giật một cử động nhỏ cũng không dám, một mực kho người chờ lân hậu chỉ thị. Lân hậu cũng không nói gì, bất quá đầm nước gợn nước có chút ba động một chút, Giang giật cảm giác một tia thanh phong từ trên người hắn thổi qua. Thần thức dò xét, Giang giật âm thầm kinh nghi, loại này cường giả dò xét hắn, hắn lại không có quá cảm thấy cảm giác, đoán chừng cái kia đạo thanh phong cũng là lân hậu cố ý thả ra. Ba, sau một lát gợn nước lần nữa ba động, phía dưới lại ngưng kết ra khuôn mặt, Mặt mũi này phi thường lớn, rất rõ ràng, có chút yêu diễm, thoạt nhìn như là một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Mà lại mặt mũi này không phải thủy ngưng kết mà thành, tựa như giống như là tiềm phục tại dưới nước, nhìn dị thường quỷ dị, nhiếp nhân tâm phách. Giang giật, lần hậu thanh âm vang lên lần nữa, tư liệu của ngươi ta xem qua, bản hậu cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, muốn sao, chết. Ách, Giang giật sắc mặt khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới lần hậu triệu hắn tới, Đúng là muốn hắn thần phục mà lại cái này thần phục ý tứ còn không phải mời chào, càng giống là nô lệ khuất phục. Chương 1667, cưỡng ép lưu lại sinh hoạt vợ chồng. Lân Hậu, thiên giới lớn nhất quyền thế bốn người một trong, cũng là toàn bộ hồng mông thế giới bốn đại chúa tể một trong. Để giang giật thần phục nàng, giống như đổi lại những người khác, sợ là trực tiếp quỳ xuống cho Lân Hậu dập đầu. Dù sao có thể bị Lân Hậu coi trọng đây chính là lớn lao phúc khí đoán chừng rất nhiều phong vương cấp muốn gặp lân hậu một mặt cũng không có tư cách, muốn bái nhập môn hạ cũng không có cơ hội. Giang giật sắc mặt có chút khó coi, giống như lân hậu là ôn tồn mà nói, khách khí mời chào hắn, hắn thật sẽ cân nhắc một phen. Dù sao đi theo lân hậu lăn lộn, có cái này chỗ dựa, hắn không nói tại thiên giới như cá gặp nước, chỉ ít tại địa giới lẫn vào sẽ phi thường dễ chịu, rốt cuộc không ai dám trêu chọc hắn, hắn có thể thản nhiên chỗ trải qua chính mình tháng ngày. Nhưng mà, lân hậu ngữ khí để giang giật rất phản cảm thần phục hoặc là chết cái này giống như là người thắng hướng kẻ thất bại tuyên cáo dùng một loại cường thế phương thức trực tiếp để giang giật cúi đầu đã từng giang giật tự dùng qua loại phương thức này thu phục mấy cái hồn nô cường giả đều có tôn nghiêm hắn cũng có tôn nghiêm mà lại tính cách so với bình thường người càng thêm quật cường sở dĩ sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi trong lòng của hắn giờ phút này nghĩ đến không phải làm sao lựa chọn mà là lân hậu vì sao muốn như thế lân hậu có thể được đến tư liệu của hắn rất đơn giản đoán chừng nói một câu hắn tư liệu gì đều có thể điều tra đến rõ ràng ái tài không phải như vậy yêu pháp lân hậu không thiếu hắn dạng này thủ hạ đã như vậy cái kia chính là nguyên nhân khác chẳng lẽ là bởi vì hỏa long kiếm cùng hỏa long kiếm bên trong lão giả thần bí hỏa long kiếm thật là thiên đế thần binh cho nên nàng muốn bức bách chính mình trở thành hồn nua mới tốt cướp đoạt hỏa long kiếm cướp đoạt vô danh công pháp nghĩ đến một trận giang giật vẫn là không nghĩ ra hắn con người nhất chuyển trực tiếp khom người nói lân hậu lựa chọn của ta là cái sau, mời lân hậu ban được chết, vậy liền thành toàn ngươi đi, lân hậu thanh âm vang lên, sau đó đầm nước ba động, một cột nước bắn ra. Kia cột nước ngưng kết ra một con chim lớn, đại điều cũng không lớn, khí thức lại nhưng so sánh ngàn vạn năm hỗn độn thú, mà lại bộ dáng phi thường giữ tợn kinh khủng. Đại điều ngưng tụ kết xuất đến, giang giật thân thể trực tiếp bị trấn áp đến quỳ trên mặt đất. Kia đại điều gào thét mà xuống, còn không có tới gần giang giật. Toàn thân hắn rất nhiều xương cốt liên tiếp bị trấn áp đến vỡ vụt, nội tạng bị đánh rách tà tơi, mặc dù trên người hắn có đạo thiên linh bảo thiên phong giáp, nhưng không có chút nào tác dụng. Kinh khủng, mặc dù trước kia gặp qua phong đế cấp cường giả xuất thủ, nhánh cây kia phi thường dọa người, nhưng lần này giang giật vẫn là bị thật sâu rung động, trong đầu của hắn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, nhắm mắt lại chờ chết. Hưu, cột nước ngưng kết ra đại điều gào thét mà đến, khí thức kinh khủng đem giang giật ép tới trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Đại điều tốc độ quá nhanh, thoáng cái tựu đánh chúng vào hắn, trong linh hồn hắn chuyển đến một loại phi thường minh sắc khí tức, khí tức tử vong. Bất quá coi như trước khi chết một khắc này, hắn vẫn là cắn răng áp, bướng bỉnh lấy xương, không có phát ra bất kỳ thanh âm, càng không có cầu xin tha thứ, hoặc là lựa chọn thần phục. Oanh, cái kia đại điều hung hăng đập chúng giang giật, giang giật cảm giác cả người xương cốt triệt để bị chấn bể, tự liền xương đầu đều làm vỡ nát, linh hồn thể bắt đầu sụp đổ, hắn đau đến bất kỳ thanh âm gì đều không phát ra được, chậm rãi ý thức chậm rãi yên lặng, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Dầm dầm, đại điều sụp đổ, biến thành giọt 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 nước đem giang giật toàn thân đều cho làm ướt. Sau đó, chuyện thần kỳ phát sinh, những cái kia giọt nước lại toàn bộ chui vào thiên phong giáp bên trong, tiến vào giang giật trong thân thể, trong thân thể của hắn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Sụp đổ linh hồn thế mà cũng khép lại, mà lại linh hồn cùng nhục thân còn nhanh nhanh mạnh lên, ít nhất so với hắn trước kia mạnh gấp 2. Giang giật ngất đi, không nhúc nhích, không biết bên ngoài phát hiện sự tình gì, lần hậu cũng không có bất kỳ cái gì cử động, đợi chừng hai canh giờ Giang giật mới tỉnh lại. Thoải mái, Giang giật tỉnh lại cảm giác đầu tiên liền là dễ chịu, toàn thân đều ấm áp, tựa như trong ngày mùa đông ngồi tại dưới thái dương ngủ gật, hắn tưởng rằng nằm mơ, nháy nháy mắt lại tiếp tục tiếp đi. Ừ, hắn rất nhanh giật mình tỉnh lại, con mắt đột nhiên mở ra, thần thức trước tiên nhô ra, quét một lần bên ngoài, tiếp lấy nội thị một vòng linh hồn cùng thân thể. Hắn mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ, thân thể bắn lên, nhìn qua đầm nước lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, cái này, cái này. Chúc mừng ngươi, đầm nước lần này không có ba động, lần hậu thanh âm phiêu miểu truyền đến, giang giật, ngươi thành công thông qua bản hậu khảo nghiệm, về sau ngươi có thể truy cầu lộng ảnh. Có thể hay không cầm xuống lòng của nàng, còn được xem ngươi bản sự. Đương nhiên, ngươi cơ hội vẫn là thật lớn, thiên giới anh tài vô số, thanh niên tuấn ngạn như sang sông Lý Ngư, ngươi là nàng cái thứ nhất mang về lân hậu thành người trẻ tuổi, điều này nói rõ nàng đối ngươi phi thường có hảo cảm. Ách, à, Giang giật khẽ giật mình, không nghĩ tới đây là một khảo nghiệm, mà lại khảo nghiệm mục đích lại là là kha lộng ảnh chọn dễ giữ cửa ải Giang giật giờ khóc giờ cười. Cái này lân hậu quá biến thái, lại lấy tử vong làm khảo nghiệm, vừa rồi hắn nhưng là rõ ràng cảm giác mình đã chết rồi. Đối với kha lộng ảnh hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, đồng dạng nàng cho rằng kha lộng ảnh đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Lân hậu hẳn là hiểu lầm, coi là kha lộng ảnh dẫn hắn trở về, là coi trọng hắn, sở dĩ tự mình xuất thủ thăm dò, hắn còn tưởng rằng lân hậu muốn cướp hắn hỏa long kiếm. Việc như thế giang giật không tốt nổi giận, dù sao lân hậu để hắn chết một lần, nhưng cũng đưa hắn một chút đáp lễ. Nhục thể của hắn cùng linh hồn thế mà tại ngắn như vậy thời gian tăng phúc gấp 2, cũng không biết lân hậu làm sao làm được. Hắn kìm nén một cỗ khí, tùy ý chắp tay nói, lân hậu, như không có chuyện, giang mố cáo lui trước. Ha ha, giang giật như thế có cá tính, lân hậu không chỉ có không trách tội, ngược lại nở nụ cười, thanh âm tiếp tục truyền đến nói, nói chính sự giang giật thanh linh có hay không nói qua lúc nào đến thiên giới thanh linh giang giật ngạc nhiên hỏi ngược lại thanh linh là ai còn có thể là ai lân hậu giải thích nói không phải liền là viên kia trốn ở luyện ngục bí cảnh bên trong mấy ngàn năm lão bất tử thần thụ nha thần thụ giang giật bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like nàng gọi thanh linh lân hậu thế mà biết rõ nàng tồn tại bất quá nghĩ đến thế giới này phong đế cấp cứ như vậy mấy cái lân hậu biết rõ chẳng có gì lạ hắn chắp tay nói ra bẩm lân hậu ta mặc dù tại dưới cây thần chờ đợi một đoạn thời gian, bất quá vị đại nhân này không có cùng ta nói qua nói. Đằng sau đã cứu ta hai lần, nhưng ta đi luyện ngục bí cảnh tìm nàng nói lời cảm tạ lúc, nàng lại biến mất không thấy, cũng không biết có hay không tại luyện ngục bí cảnh. Nàng tuyệt đối tại luyện ngục bí cảnh, hừ hừ, nàng là bị minh đế dọa cho bể mật gần chết, không dám tới thiên giới. Lần hậu ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói, quay lại ngươi nếu có thể trở về, đi tìm một chút nàng, giúp ta truyền câu nói tổ chim bị phá không chứng lành, để nàng rời núi đi. Rõ, Giang giật nhẹ gật đầu, lần hậu truyền lời nói, ngươi đi đi, cuối cùng khuyên ngươi một câu, ngươi như nghĩ giành được lộng ảnh tâm, tốt nhất đừng tại lân vực ở lại. Đi ra nhập còn lại quân đội, thêm diệt sát minh tộc. Làm ngươi có thể tải bất luận cái gì một đội đại quân lăn lộn cái đại tướng quân vương, lộng ảnh tuyệt đối sẽ đối ngươi cảm mến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống sót nếu như ngay cả một cái đao ra đều ứng phó không được, người cũng không có tư cách cưới nhà ta tiểu lộng ảnh. Giang giật ghi nhớ, Giang giật trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại mặt không thay đổi không người, hướng xa xa truyền tống trận đi đến. Cái này lân hậu cho Giang giật cảm giác, một điểm không giống như là một cái trí tôn chúa tể, ngược lại giống như là một cái sợ bản thân tôn nữ không gả ra được lão bà tử, bận rộn thu xếp không ngừng. Ông, Giang giật truyền tống sau khi đi, trong đầm nước sóng gió nổi lên, lân hậu tấm kia xinh đẹp mặt ngưng tụ mà ra, nàng nhìn một cái truyền tống trận phương hướng, u u thở dài nói cái này giang giật cũng không tệ đỉnh lô, chỉ là cảnh giới kém ta. Tiểu lộng ảnh tâm địa quá thiện lương, còn không tìm cái đỉnh lô, sớm muộn đến bảo thể mà chết ha, muốn hay không cưỡng ép đem giang giật lưu lại sinh hoạt vợ chồng đâu. chương 1668, hắn là ai? Giang giật trở lại tòa thành, hắn trái lo phải nghĩ cảm thấy không thích hợp, cái này lân hậu cử động hoàn toàn không phù hợp thân phận địa vị của nàng. Nàng như vậy sủng ái Kha Lộng Ảnh, điều này nói rõ Kha Lộng Ảnh thân phận địa vị tại thiên giới tuyệt đối là cấp cao nhất các vị tiểu thư một trong, loại này thiên chi kiêu nữ còn sợ tìm không thấy hảo phu quân. Coi như hắn là Kha Lộng Ảnh cái thứ nhất mang về lân thành tuổi trẻ nam tử, cũng không đáng đến lân hậu tự mình xuất thủ khảo nghiệm A à, tùy ý tìm người thử một chút nhân phẩm tính cách là được, mà lại nàng vì sao như thế nóng vội. Càng nghĩ, Giang giật quyết định đi, ở chỗ này ở 6 ngày, thời gian tính ra trôi qua rất lâu, Cửu Dương Thành bên kia nên vấn đề không lớn a à hắn suy nghĩ một lát, tìm tới Kha Đạt nói có thể hay không bẩm báo lộng ảnh tiểu thư một tiếng, ta chuẩn bị lập tức lên đường đi Cửu Dương Thành. Kha Đạt không dám hỏi nhiều, vội vàng rời đi tìm Kha lộng ảnh đi, sau nửa canh giờ trở về, hắn gật đầu nói, tiểu thư nói, người nếu muốn đi, nàng không lưu ngươi, bất quá ngươi tốt nhất trước truyền tống đi Cửu Đỉnh Thành, lại nghĩ biện pháp đi Cửu Dương Thành. Mà lại, ngươi không muốn vào Cửu Dương Thành, trực tiếp đi cửu dương thành bên ngoài cửu dương cốc gia nhập cửu dương quân liền tốt, thành nội hẳn là còn có đao gia cường giả tỏa chấn. Được, Giang giật không kịp chờ đợi muốn rời đi lân thành, ai biết lân hậu có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân, Kha Đạt mang theo hắn đi ra phía ngoài, không có đi quảng trường mà là đi hậu viện một cái tòa thành bên trong. Tòa thành bên trong hơn 10 thiền điện, mỗi cái trong thiên điện mặt đều có một cái truyền tống trận. Kha Đạt mang theo hắn đi bên trái tòa thứ hai truyền tống trận, lấy ra một tấm lệnh bài đối thủ hộ giả nói ra, mở ra truyền tống trận, đưa vị công tử này đi cửu đỉnh thành. Kha Đạt còn đưa qua một cái không gian giới chỉ, Giang công tử, đây là cửu dương vực tư liệu cùng địa đồ, tiểu thư để cho ta chuyển giao cho ngươi. Giang giật yên lặng nhận lấy, đi vào truyền tống trận, chắp tay nói, xin giúp ta chuyển cáo lộng ảnh tiểu thư, không lời nào cảm tạ hết được. Ông, truyền tống trận phát sáng lên, Giang giật thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Chờ giây lát, một đạo màu xanh biết hiểu điệu thân ảnh theo thiền điện bên trong đi ra, đúng là Kha Lộng Ảnh. Nàng nhìn một cái truyền tống trận, cảm khái nói, cửu dương quân là thiên giới tối cường quân đội, nhưng... Cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất, giang giật ngươi là trùng vẫn là long, tự xem lần này ngươi có thể thành công hay không tại cửu dương trong quân đứng vững cước còn sống. Thiền điện bên trong xương di đi theo ra, có chút lo lắng nhìn một cái Kha Lộng Ảnh truyền âm nói, tiểu thư, ngươi dạng này không được a à, thật vất vả có cái có thể miễn cưỡng xem vừa ý, ngươi lại thả hắn đi xem không hợp nhãn ngươi lại không chịu hủy khuất chính mình, tiếp tục như vậy thân thể của ngươi cùng linh hồn sớm muộn muốn tự bảo. Ha ha, Kha Lộng Ảnh khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát, nàng lắc đầu dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, thân thể của ta chỉ có thể bị ta chỗ yêu người đạt được, nếu là ta yêu người, làm sao có thể đi hại hắn đây chính là mệnh của ta, ra đời ngày đó đã được quyết định từ lâu, khó giải. Nếu như nói theo long vực truyền tống đến Lân Thành, là giang giật cưỡi đến xa nhất truyền tống trận, lần này theo lân thành truyền tống đi cửu đỉnh thành, đoán chừng ít nhất có một nửa xa như vậy. Giang giật cảm giác cước chạm đất về sau, cả người đều ngã xuống đất, đầu choáng váng hoa mắt, căn bản là không có cách ngồi xếp bằng. Hô hô, hắn từng ngụm từng ngụm thở, đầu lay động không ngừng, còn kém miệng sùi bọt mép. Trọn vẹn ba nén hương thời gian hắn mới mở to mắt, bất quá vừa mở mắt, hắn tự bị người sách theo cổ hướng bên cạnh ném một cái, trên mặt đất lăn lộn vài vòng hắn nhìn lướt qua phát hiện là mặc chiến giáp quân sĩ về sau đều không còn cách nào khác đi nói chuyện ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi an dưỡng lần nữa qua ba nén hương thời gian hắn mới miễn cưỡng khôi phục lại thần thức quét ra dò xét tình huống quét một lần về sau hắn phi thường may mắn không có trực tiếp truyền tống đi cửu dương thành hắn xuất hiện địa phương là một tòa cửu thành trên quảng trường nơi này khắp nơi đều là người quân đội tự có hơn vạn còn có rất nhiều võ giả xếp bằng ở trên quảng trường có các loại hình thù kỳ quái chiến xa đi tới đi lui, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Giang giật không cần đoán đều có thể biết rõ, quảng trường này tuyệt đối có cửu dương vực các gia tộc trinh sát, cũng không biết có người hay không biết hắn trên mặt hắn sẹo đều chóc ra, bất quá lưu lại từng mảnh từng mảnh chấm đỏ, tăng thêm búi tóc đổi dưới, sở dĩ nhìn cùng trước kia bộ dáng có rất lớn tranh lệch. Mặc một bộ thượng phẩm thần khí chiến giáp, trong tay còn mang tới hai cái quyền sáo, giống như không biết hắn người, không có dò xét qua khí tức linh hồn của hắn, hẳn là rất khó kết luận là hắn. Giống như hắn truyền tống chính là cửu Dương Thành, vừa lúc nơi đó có đao gia sư long quân cường giả, thần thức quét qua hắn hội trong nháy mắt lộ ra ánh sáng thân Phật, mặc dù trong thành không thể động thủ, nhưng dùng đao gia thế lực trực tiếp để cửu Dương quân cầm xuống nói là gian tế, chuyện về sau tựu vô cùng đơn giản. Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế cảm ứng một phen nội tâm đại địch, hắn cũng không có phát hiện có thần thức lặng yên khóa chặt hắn, sở dĩ cái này cửu đỉnh thành nội hẳn không có đao ra người, không ai hoài nghi thân phận của hắn. Đi, trên quảng trường quá nguy hiểm, hắn chuẩn bị đi trước khách sạn tìm người tìm hiểu hạ tin tức, rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Hắn chậm chạp đứng dậy hướng nơi xa đi đến, ánh mắt giả bộ hiếu kỳ đánh giá chung quanh, nhưng thật ra là đang quan sát phải chăng có người theo dõi hắn. Đây chính là cửu dương quân sao quả nhiên khí thế khác biệt, so đao ra quân đội rõ ràng bưu hắn rất nhiều a. À. gian giật ánh mắt tại thủ hộ truyền tống trận cửu dương quân trên thân quét, cái này Cửu Dương quân quân sĩ ít nhất đều là thần đế cấp, người mặc màu đen chiến giáp, trong tay cầm trường thương màu đen, nhìn một chút tựu không hiểu cảm giác tim đập nhanh, tựa hồ trên người bọn họ có loại khí tức đặc biệt. Sát khí, hắn rất vui vẻ cảm giác ra, cái này Cửu Dương quân hẳn là thường xuyên trên chiến trường, trên người có nhàn nhạt sát khí, làm sao đều che giấu không ở, cho nên mới cho người ta cảm giác đặc biệt. A, à, quảng trường rất lớn, đi mấy ngàn trượng, giang giật phát hiện phía trước có một tòa cự đại bệ đá mà trên bệ đá có một tôn cao tới trăm trượng pho tượng, hắn bắt đầu thần thức tùy ý quét một lần, cũng không có dò xét qua xa, sở dĩ giờ phút này mới phát hiện. Chẳng lẽ là cửu đỉnh thành thành chủ, pho tượng là quay lưng giang giật, sở dĩ hắn thấy không rõ tướng mạo, tại hắn thần thức hướng pho tượng quét tới lúc, pho tượng kia đột nhiên có chút quang mang lóe lên, giang giật linh hồn như trọng kích, thoáng cái ngã xuống đất quay cuồng lên. Phụ cận người nhìn hắn vài lần, nhao nhao lộ ra nụ cười trào phúng, bất quá đều không nói gì thêm, trực tiếp rời đi thật là khủng khiếp cấm chế pho tượng kia không thể dùng thần thức giò xét sao nửa nén hương sau giang giật chậm lại từng ngụm từng ngụm thở nhìn thấy phụ cận thỉnh thoảng quét trong ánh mắt đều là đùa cợt nội tâm của hắn trở nên tò mò chỉ là một cái pho tượng thôi liền xem như cửu đỉnh thành thành chủ pho tượng cũng không cần như vậy cường đại cấm chế bảo hộ a à. hắn bỏ lên hướng pho tượng nhanh chóng đi đến rất nhanh vòng qua pho tượng đi tới phía trước hắn ngẩng đầu hướng pho tượng nhìn thoáng qua thân thể kịch liệt run lên linh hồn lần nữa cảm giác như sấm kích trong đôi mắt đều là chấn kinh cùng không dám tin pho tượng là một cái ông lão tóc bạc chống một thanh kiếm đứng đấy rất kỳ quái chính là pho tượng bên trên không có mặt hoặc là nói mặt nhìn hoàn toàn mơ hồ căn bản thấy không rõ bất quá có thể thấy rõ ràng một đôi mắt trong mắt của hắn nhìn qua phương xa trong con ngươi đều là hiền lành từ ái ấm áp tự một cái pho tượng mà thôi lại có thể điêu khắc ra một đôi dạng này giàu có tình cảm con mắt đây không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ giang giật nhìn đôi mắt này về sau, trăm phần trăm xác định một sự kiện. pho tượng này liền là hỏa long kiếm bên trong cái kia lão giả thần bí, tại hắn nhìn thấy đôi mắt này lúc, nội tâm của hắn không hiểu cảm giác pho tượng kia phi thường thân thiết, hết sức quen thuộc. Đại nhân, xin hỏi, giang giật dừng một chút, đột nhiên giữ chặt bên cạnh một cái đi ngang qua thần đế, chỉ vào pho tượng run rộng mà hỏi, vị đại nhân này là ai a à? Người không biết, vị kia thần đế xem giống như kẻ ngu nhìn xem giang giật, sau đó đầy mắt sùng kính nhìn qua pho tượng, có chút kho người sau mới nói ra, hắn là chúng ta nhân tộc anh hùng, nhân tộc vĩ đại nhất thiên tài, trong lịch sử nhất cường đại thiên đế, cửu dương thiên đế. Oanh, tựa như cửu thiên thần lôi đánh xuống, giang giật đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất. Mặc dù nhìn thấy pho tượng kia lúc, nội tâm của hắn đã có mấy phần xác định, nhưng hắn vẫn là không thể tiếp nhận hắn thế mà đạt được cửu dương thiên đế truyền thừa, trong tay cầm hiệu lệnh thiên hạ thiên đế thần binh. Chương 1669, một đêm chợt dầu. Theo Kha Lộng Ảnh nơi đó biết được, thế giới này là một cái kim tự tháp chia làm tam giới, vạn tượng tiểu giới, tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới, tam giới hợp thành hồng mông thế giới. Vạn tượng tiểu giới, không biết có bao nhiêu cái tiểu giới mặt, không biết có bao nhiêu nhân khẩu, những cái kia là cấp thấp nhất giới diện, bên trong thực lực võ giả đều rất thấp, đối với thượng giới tới nói càng giống là một chút thổ dân. Tiểu thiên thế giới có 7 cái, bảy cái tiểu thiên thế giới mỗi cái đều có hơn vạn cái giới diện, cường giả như mây. Đại thiên thế giới mặc dù chỉ có 10 cái giới diện, nhưng nơi này là kim tự tháp đỉnh cao nhất, nơi này cường giả quá nhiều quá mạnh, tùy ý đi một chút đều có thể quét ngang một cái tiểu thiên thế giới. Khó có thể tưởng tượng, cái này hồng mông thế giới cụ thể lớn bao nhiêu, lớn nhỏ giới diện có bao nhiêu vài ức cái vài tỷ cái nhân khẩu có bao nhiêu căn bản là không có cách thống kê. Nhưng là, toàn bộ hồng mông thế giới, tất cả giới diện đều có một cái cộng đồng trí tôn, một cái tối cường chúa tể, người kia liền là thiên đế, vạn giới chi chủ. Chỉ có thực lực có thể triệt để trấn áp thiên giới sở hữu cường giả người mới có tư cách leo lên đế vị, trên thực tế thiên đế khi còn sống, thiên giới là không có đế, khi đó chỉ có tứ hoàng, không có tứ đế. Cửu dương thiên đế sau khi chết, tứ hoàng tự phong là đế, bất quá bọn hắn ra mặt ngược lại là không có giày như vậy, chỉ là đem đạt tới bọn hắn cảnh giới kia cường giả định vị phong đế cấp. Dạng này bọn hắn liền có thể đường hoàng phong đế, đằng sau lại xuất hiện một cái ngụy đế cấp, tỉ như đao lãnh tự tự xưng lãnh đế, giống như thiên đế tại vị lúc, sợ là sẽ phải một bàn tay cho chụp chết. Cửu dương thiên đế tại vị, minh đế đều chỉ có thể gọi là minh hoàng, không người nào dám xưng đế, bởi vì không có người nào là cửu dương thiên đế một chiêu chi địch. Đây là một cái cường đại đến làm người ta sợ hãi cường giả, một cái nhân tộc trong lịch sử người mạnh nhất, người này tại sau khi chết lưu lại một tia tàn hồn, lại đi nho nhỏ thiên tinh giới ẩn núp trăm vạn năm một người không coi trọng, liền huyền đế đều không có coi trọng, cuối cùng coi trọng giang giật, chọn giang giật làm truyền thừa người. Trong tay hắn có một thanh kiếm, thanh này là toàn bộ hồng mông thế giới duy nhất thiên đế thần binh, binh khí mạnh nhất, cầm thanh binh khí này liền có thể đại biểu thiên đế, liền có thể leo lên trí tôn đế vị, hiệu lệnh tất cả nhân tộc cường giả. Đừng nói giang giật, sợ là giờ phút này đổi lại bất cứ người nào đều sẽ không dám tin a à hắn cảm giác quá thiên phương dạ đàm, cảm giác là như vậy hoang đường, như vậy không chân thật. Bá bá bá, giang giật kỳ dị cử động đưa tới rất nhiều người chú ý giang giật cảm nhận được một chút thần thức quét tới vội vàng bừng tỉnh đứng lên quỳ một chân xuống đất cung cung kính kính đối pho tượng dập đầu mấy cái những cái kia thần thức lập tức lui đi bị cửu dương thiên đế tên tuổi hù đến đây là chuyện rất bình thường rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy pho tượng này biết rõ là cửu dương thiên đế sau cũng sẽ cung kính dập đầu bị giang giật giữ chặt thần đế nhìn lướt qua rời đi giang giật các loại chờ không ai chú ý hắn lúc này mới đứng dậy nhìn vài lần pho tượng kia quay người rời đi, cước bộ của hắn rất chậm, bởi vì hắn không dám đi nhanh, sợ chân biết rung động. Hô hô, không đúng, trên tay hắn kiếm như thế nào cùng hỏa long kiếm không giống thanh kiếm này bá khí nhiều lắm. Giang giật quay đầu liếc mấy cái pho tượng chống thanh kiếm kia, phát hiện ngoại hình cách biệt quá xa, thanh kiếm này phía trên có một con rồng leo lên, đuôi rồng tại chỗ chui kiếm, long đầu một mực uốn lượn đến kiếm phong, nhìn rất quái dị. Khó trách, Giang giật rất nhanh suy nghĩ minh bạch, khó trách hắn hỏa long kiếm không ai nhận biết. Ngoại hình cùng uy lực chênh lệch quá lớn, xem ra cần phải đem còn lại ba cái tàn kiện cùng hỏa long kiếm khí linh tìm tới, mới có thể ngưng tụ ra chân chính hỏa long kiếm. Cũng không biết địa sát quân chủ, làm sao nhận ra. Giống như người có thể tập hợp đủ 7 cái tàn kiện cùng khí linh, kiếm này mới có thể hiển lộ ra chân chính bộ dáng, cũng có thể phát huy uy lực chân chính, uy lực cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của người bên ngoài. Người đời này chú định cùng minh giới không chết không thôi chờ ngươi tu luyện tới đệ cửu trọng đem hỏa long kiếm toàn bộ tàn kiện cùng khí linh tìm tới ngươi liền có thể có được đối kháng minh giới thực lực giang giật nhớ tới cửu dương thiên đế ngủ say trước nói lời khi đó hắn còn cái hiểu cái không giờ phút này triệt để minh bạch tập hợp đủ 7 cái tàn kiện cùng khí linh hỏa long kiếm liền có thể hiển lộ chân chính bộ dáng biến thành chân chính thiên đế thần binh mặc dù hắn không biết thiên đế thần binh chân chính uy lực nhưng tuyệt đối siêu việt hồng mông linh bảo cùng minh giới không chết không thôi đã hắn là cửu dương thiên đế truyền nhân vậy hắn không muốn cùng minh giới là địch minh đế cũng sẽ cùng hắn là địch một khi bại lộ thân phận tuyệt đối sẽ bị minh giới truy sát đến chết cửu dương thiên đế là bị minh đế hại chết làm truyền nhân của hắn làm sao có thể giúp hắn báo thù hết thảy đều sáng tỏ giang giật trong đầu rất nhiều nghi hoặc đều mở ra tỷ như hỏa linh châu tại sao lại có như thế kinh khủng tị hỏa năng lực bởi vì nó là thiên đế thần binh một phần có được tối cường tị hỏa năng lực cái này phi thường tốt giải thích Cửu dương thiên đế tàn hồn tại hạ giới ẩn núp hơn 100 vạn năm, tương đương thượng giới thời gian liền là hơn một vạn năm, thời điểm hắn chết không sai biệt lắm là hơn một vạn năm, thời gian trùng lập. Hắn tàn hồn đi thiên tinh giới, bởi vì hồn lực không nhiều sở dĩ đi không được, chỉ có thể ở thiên tinh giới tìm kiếm truyền nhân. Đáng tiếc thiên tinh giới chỉ là một phàm nhân giới, linh khí thiếu thốn, lại thế nào có thể sinh ra tuyệt đỉnh thiên tài. Y phiêu phiêu là mị ảnh tộc, là thượng giới thần tộc, giang giật trong thân thể ẩn chứa một tia thần tộc huyết mạch, thiên tư xem như tốt nhất, sở dĩ cửu dương thiên đế cuối cùng lựa chọn hắn làm truyền nhân. Giang giật có chút không rõ, cửu dương thiên đế bắt đầu vì sao muốn phong ấn hắn đan điền chẳng lẽ cùng vô danh công pháp có quan hệ giang giật thần thức tự động quét hết trong không gian giới chỉ hỏa long kiếm bên trong, muốn nhìn một chút cửu dương thiên đế tàn hồn phải trăng tỉnh lại. Đáng tiếc, giang giật kêu vài tiếng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cửu Dương Thiên Đế nói phải ngủ say 5 năm giang Dật trước kia tưởng rằng hạ giới 5 năm, xem ra hẳn là thượng giới 5 năm đi, bước chân tăng tốc, nội tâm của hắn quá khuấy động, cảm xúc không ổn định, còn tiếp tục ở bên ngoài có thể sẽ gây nên người hữu tâm chú ý. Hắn cũng cảm giác một cái quỷ nghèo, đột nhiên nhặt được một thỏi vàng, che trong ngực về nhà, trên đường xem ai đều cảm giác những người kia sẽ đoạt đoạt hắn vàng. Tìm tới một khách sạn, Giang giật phát hiện một vấn đề, nơi này khách sạn phi thường quý, một cái phòng một ngày thời gian lại muốn trăm vạn thần nguyên. Khó trách một số người ngay tại trên quảng trường ngồi xếp bằng, xem ra là chả không nổi cái này đắt đỏ tiền thuê nhà a. À. Giang giật không kém thần nguyên, vạn giới đấu pháp hắn liền được 50 triệu, đằng sau lường gạt bạch ra rất nhiều thần nguyên, căn bản dùng không hết, hắn nghĩ nghĩ không có lãng phí tựu thanh toán một ngày tiền phòng. Trăm vạn thần nguyên đáng giá, là một cái đơn độc tòa thành, bên trong phi thường xa hoa, còn có hai cái xinh đẹp thị nữ quỳ hầu hạ. Càng làm cho Giang giật kinh ngạc là, tòa thành bên trong lại có tụ linh đại trận, bên trong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc là phía ngoài gấp 10. Cái này cửu đỉnh thành xem ra là một tòa đại thành, tại cửu dương vực hẳn là phi thường nổi danh, nếu không Kha Gia cũng sẽ không ở trực tiếp đem hắn truyền tống tới này, khách sạn sẽ không đắt như vậy, như vậy xa hoa. Các ngươi đi xuống đi, không có việc gì không nên quấy giày ta, ta muốn bế quan tu luyện. Giang giật đem thị nữ đuổi đi ra, mở ra tòa thành cấm chế, cả người lập tức hưng phấn lên, tại tòa thành bên trong chuyển không ngừng. Tựa như một cái một đêm trật dầu dế núi hắn thậm chí nội tâm có loại phi thường cường liệt xúc động, kém chút trực tiếp sách theo hỏa long kiếm đi tìm cửu dương quân 36 vị thiên vương. Cái này cửu dương quân nghe nói thế nhưng là thiên đế quân cận vệ, một khi tuân hắn làm chủ, chỉ là đao ra có sợ gì chi. Hắn có thể nhảy lên trở thành thiên giới có được quyền thế lớn nhất mấy người một trong, quang minh chính đại mang binh trở lại địa giới, đem y phiêu phiêu cứu ra, có thể mang theo cửu dương quân đi mặc vũ bí cảnh, đem lục ưng vương hành hạ, đem giang tiểu nô y thiền doãn nhược băng tô như tuyết mang về. Trường 1670, Cửu Dương Cốc, Tỉnh táo, tỉnh táo. Giang giật rất nhanh ném trừ cái này ý nghĩ hão huyền suy nghĩ. Hắn sách theo hỏa long kiếm đi tìm 36 cái thiên vương. Không chỉ có không về được địa giới, đoán chừng không được bao lâu hắn đem thịt nát xương tan. Cửu dương quân truyền thừa xuống tới, nhưng tam thập lục thiên vương đã không phải là năm đó đi theo cửu dương thiên đế kia 36 người. Cường giả đều có giải rằng giặc sinh mệnh, nhưng cũng không phải là không chết tồn tại, liền cửu dương thiên đế đều chỉ có thể sống một vạn năm tự thọ nguyên đã hết, những người còn lại làm sao có thể vượt qua hắn. Nếu như là năm đó đi theo cửu dương thiên đế tam thập lục thiên vương, độ trung thành khẳng định không là vấn đề. Hoặc là hỏa long kiếm bên trong thiên đế tàn hồn thanh tỉnh, hắn phát câu nói cửu dương quân tuyệt đối tôn hắn làm chủ, vấn đề là cửu dương thiên đế tàn hồn chìm vào giấc ngủ. Sở dĩ hắn đi, coi như cửu dương quân 36 cái đại lão bên ngoài sẽ không động, không được bao lâu hắn có thể sẽ bị âm chết mà lại tin tức một khi truyền ra ngoài, bốn vị đại đế sẽ đích thân tới, còn có minh vương minh đế, các nơi ẩn tàng đại lão đều sẽ xuất động, các loại minh thương ám tiến, kết cục không cần đoán khẳng định rất thảm. Không thể bại lộ, thực lực không thể tự vệ trước tuyệt đối không thể bại lộ bất kỳ tin tức gì, nếu không ta hẳn phải chết, mà lại cùng ta có liên quan tất cả mọi người đoán chừng đều sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Giống như bốn vị đại đế muốn cướp đoạt hỏa long kiếm, leo lên đế vị, khẳng định hội xóa đi hết thảy chứng cứ, sẽ không cho người bất luận cái gì đầu đề câu chuyện, tuyệt đối sẽ đem cùng hắn có quan hệ bất luận kẻ nào đều cho chém giết. Lòng người khó dò, nước biển khó khăn lược, giang giật gặp nhiều các loại âm mưu quỷ kế, các loại nhân tính âm u. Tại tòa thành bên trong chuyển dòng dã 4 năm cái canh giờ, giang giật sốt cuộc để ý rõ ràng mạch suy nghĩ, thời gian ngắn hắn hẳn là không về được địa giới, kha lộng ảnh sẽ không lừa hắn, truyền tống trận ít nhất hội phong bế chừng một năm. Cửu Dương Thành không thể đi, hắn duy nhất có thể làm liền là gia nhập cửu dương quân, ở bên trong ẩn núp tu luyện, đứng vững cước. Trong quân đội hắn có thể chậm rãi quan sát cửu dương quân 36 vị thống soái tính cách cùng làm người, đương nhiên. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn vẫn là không thể bại lộ thân phận. Hắn mở ra tòa thành cấm chế, để bên ngoài bảo vệ thị nữ đưa tới một khách sạn tiểu quản sự. Cái này tiểu quản sự tiến vào tòa thành, nhìn thấy giang giật phung ra 10 vạn thần nguyên, con mắt lập tức sáng lên, cung kính cúi đầu khom lưng nói, đại nhân, có chuyện gì cứ việc phân phó. Ta muốn gia nhập cửu dương quân, Giang giật nói thẳng nói ra, ta phi thường sùng kính cửu dương quân, nghĩ ở bên trong trở nên nổi bật. Tiểu quản sự không có tiếp thần nguyên, ngược lại mày nhân lại nói, đại nhân, ngươi muốn gia nhập cửu dương quân đây không phải việc khó, thực lực của ngươi đến, đi cửu dương cốc hẳn là có thể thông qua khảo hạch. Bất quá nghĩ ra đầu người địa, cái này đoán chừng tương đối khó. Không phải ta xem thường đại nhân, cử dương quân quân quy phi thường nghiêm ngặt liền xem như siêu cấp gia tộc công tử đi vào đều không có cách nào nhanh chóng tấn cấp tam thập lục thiên vương lãnh khốc vô tình thế nhưng là nổi danh muốn tấn cấp chỉ có một loại biện pháp chiến công chiến công giang giật âm thầm gật đầu giống như hết thảy như tiểu quản sự nói cái này cử dương quân vẫn là vô cùng công chính công bằng đại gia mỗi người dựa vào thủ đoạn ai có thể đạt được càng nhiều chiến công ai có thể thượng vị bất quá nghĩ đến đáng ma quân giang giật trong lòng lại có chút không xác định Đảng Ma Quân đồng dạng là bằng vào chiến công thượng vị, nhưng bên trong rất nhiều phe phái, rất nhiều quy tắc, tỉ như Du Thiên nghịch hắn muốn cho ai đạt được chiến công liền để ai đạt được, hắn muốn cho ai thượng vị ai liền có thể thượng vị. Có thể giúp ta làm một phần cửu dương quân tư liệu, thuận tiện đưa ta đi cửu dương cốc, đây đều là ngươi. Giang giật đem thần nguyên đẩy tới, tiểu quản sự lần này vô cùng cao hứng thu xuống tới, gật đầu nói, đại nhân yên tâm, ta lập tức đi giúp ngài làm tư liệu, đi cửu dương cốc đơn giản, trực tiếp truyền tống đi là được. Tiểu quản sự đi ra, Giang giật lấy ra kha đạt cho tư liệu lật xem, nhìn nửa canh giờ, hắn đối cửu dương vực có một chút hiểu rõ. Tiểu quản sự rất mau trở lại tới, đưa tới mấy phần liên quan tới cửu dương quân tư liệu. Giang giật lại nhìn gần nửa canh giờ, lúc này mới đối tại cửu dương vực cửu dương quân có đại khái hiểu rõ. Cửu dương vực chỗ thiên hồng giới trung tâm, năm đó nơi này là cửu dương thiên đế quê quán, sở dĩ được mệnh danh là cửu dương vực. Cửu dương vực phi thường lớn, có 10 vạn tòa linh phong. Cửu dương quân hết thảy có 36 bộ, mỗi cái thiên vương xuất lĩnh một bộ, một bộ địa bàn quản lý trăm vạn người, thiết đại tướng quân vương 10 cái, tướng quân trăm cái, đại thống lĩnh, thống lĩnh, tiểu thống lĩnh, đại đội trưởng vân vân. Căn cứ trên tư liệu nói, mỗi ngày cửu dương quân đều xảy ra chiến, bất quá có thời gian là mấy chục cỗ tiểu bộ đội, có đôi khi là mấy cái đại bộ đội. Xuất chiến chỗ cần đến không phải thiên hồng giới bên trong, mà là đi thiên hồng giới ngoại hư không bên trong, không ngừng cùng minh tộc khai chiến, thanh lý tiềm phục tại thiên hồng giới phụ cận các đại bí cảnh minh tộc đại quân. Sau cái chu ma đại quân, chỉ có cửu dương quân đang không ngừng xuất chiến bên trong, hắn dư thanh đế quân viêm đế quân loại hình, sẽ chỉ ở minh tộc quy mô xâm lấn lúc mới có thể toàn quân xuất chiến nghênh địch. Cửu dương quân bởi vì không ngừng xuất chiến, sở dĩ chiến lực tại 6 cái chu ma trong đại quân là tối cường. Cửu dương quân sẽ còn các loại thần kỳ chiến trận, bất quá cửu dương quân tử vong suất cũng là cao nhất. Hàng năm đại quân người chết trận số ít nhất là trăm vạn trở lên, đây là không có phát sinh đại chiến tình huống dưới. Cứ việc tỷ lệ tử vong cao như vậy, nhưng cửu dương quân vẫn là hấp dẫn vô số cường giả gia nhập. Bởi vì cửu dương quân danh tiếng tại toàn bộ thiên giới là tốt nhất, là công bình nhất công chính quân đội, vẫn là có được tài nguyên nhiều nhất quân đội. Chỉ cần ngươi chiến lực cường đại, chỉ cần ngươi dám đánh dám liều, ngươi liền có thể trở nên nổi bật. Còn có một điểm để giang giật hưng phấn nhất, 36 đại thiên vương phi thường bao che cho con, máu lạnh nhất bá đạo. Bốn vị đại đế mặc dù là phong đế cấp, nhưng Tam thập lục thiên vương căn bản không e ngại. Cửu Dương quân có mấy lần cùng còn lại quân đội bạn phát sinh xung đột, chỉ cần bên này chiếm lý, 36 vị thiên vương cái gì đều không quan tâm, trực tiếp đem quân đội bạn mấy cái đại tướng quân vương đánh cho gần chết, có một lần đao lãnh đều kém chút bị chụp chết. Đi, Giang giật sau khi xem tài liệu xong, không có chút gì do dự đi ra tòa thành, tìm tới tiểu quản sự để hắn mang theo đi truyền tống trận. Chỉ cần gia nhập Cửu Dương quân ở bên trong đứng vững cước đồng thời cầm cái một quan nửa chức, hắn không chỉ có tựu không sợ đao ra, còn tùy ý có thể truyền tống đi địa giới. Trên quảng trường rất nhiều truyền tống trận, tiểu quản sự ngược lại là quen thuộc, nhẹ nhõm mang theo giang giật tìm được đi cửu dương cốc truyền tống trận. Thủ hộ truyền tống trận cửu dương quân cũng không có nói cái gì, nghe nói giang giật là đi ra nhập cửu dương quân, truyền tống phí tổn đều tịch thu, trực tiếp để giang giật truyền tống. Một đạo bạch quang hiện lên, lần này truyền tống cũng không có quá lâu, giang giật ra một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này không tính lớn, bên trong cũng không có quân doanh, chỉ có mấy ngàn tòa tòa thành, người mặc màu đen chiến giáp cửu dương quân ngược lại là thật nhiều, tại các tòa thành bên trong ra ra vào vào. Bá bá bá, truyền tống trận bên cạnh rất nhiều quân sĩ, đều nhìn chằm chằm khóa chặt giang giật, một người quát khẽ nói, người thế nhưng là đến gia nhập chúng ta cửu dương quân. Đúng vậy, đại nhân, ta muốn gia nhập cửu dương quân. Giang giật vội vàng chắp tay đáp, thực lực ngươi đã tới thần đế, có tư cách tham gia khảo hạch. Quân sĩ thần thức tại giang giật trên thân quét qua, ngữ khí lạnh lẽo bàn giao nói, bất quá, người cần phải suy nghĩ kỹ càng, khảo hạch nói rất dễ dàng chết đi. Mà lại một khi gia nhập cửu dương quân, bất mãn 10 năm là không thể rời khỏi, cho dù chết, thi thể của ngươi cũng chỉ có thể táng tại cửu dương cốc. chương 1671, khảo hạch nhiệm vụ. 10 năm, giang giật trần chờ, 10 năm đối với hắn mà nói quá lâu quá lâu. Tại cửu dương quân các loại chờ một năm, hắn ngược lại là miễn cứng có thể tiếp nhận, Mười năm đây chính là hạ giới ngàn năm, chờ thời gian dài như vậy hồi trở lại địa giới, đoán chừng đều thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Hắn dừng một chút hỏi, đại nhân, khảo hạch không có vấn đề, chết trận ta không có nửa điểm lời oán giận, chỉ là... Mười năm này chẳng lẽ cũng không thể rời đi cửu dương quân sao nếu như ta có việc nghĩ ra ngoài, muốn đi khác đừng địa phương một đoạn thời gian cũng không được sao. Không được, quân sĩ trả lời để giang giật kém chút tuyệt vọng, bất qua phía dưới một câu lại để cho hắn giấy lên một tia hy vọng, không đạt tới đại thống lĩnh dưới đây quân chức, là tuyệt đối không thể rời đi cửu dương cốc. Giống như ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tham chiến lúc, không nghe chỉ huy rời đi bản quân, trực tiếp giết chết. Đại thống lĩnh dưới đây kia đại thống lĩnh liền có thể rời đi sao Giang giật liền vội vàng hỏi. Đại thống lĩnh, quân sĩ đùa cợt nhìn Giang giật một chút, âm thanh lạnh lùng nói, người có năng lực ngồi lên đại thống lĩnh chi vị rồi nói sau, người nếu có thể trở thành đại tướng quân vương, kia muốn đi đâu thì đi đó. Tốt, Giang giật cắn răng, gật đầu nói ta ra nhập cửu dương quân quân sĩ chỉ về đằng trước một cái tòa thành nói ra nhìn thấy tòa thành kia không có đi tòa thành bên trái cái thứ hai thiền điện đưa tin còn lại tòa thành khác đừng đi loạn bị giết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi giang giật vội vàng hướng cái kia tòa thành nhanh chân đi đi một đường lặng yên quan sát phụ cận tình huống hắn suy đoán quân doanh cũng không tại cửu dương cốc bên trong người nơi này đại khái chỉ có trên vạn người cửu dương quân thế nhưng là có mấy ngàn vạn đại quân, cái này sơn cốc nho nhỏ chứ không nổi a. À. Tiến vào tòa thành giang giật tìm được cái thứ hai thiền điện, bên trong lại có không ít người trong góc ngồi xếp bằng, ngay phía trước có một cái bệ đá, trên bệ đá ngồi một người mặc cửu dương quân chiến giáp lão giả. Đại nhân, ta muốn gia nhập cửu dương quân, chuyên tới để đưa tin. Giang giật khẽ khom người, cung kính nói, ừm, trên bệ đá lão giả quét giang giật một chút gật đầu nói, cảnh giới của ngươi đủ rồi, bất quá ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, khảo hạch vô cùng nguy hiểm, người có thể liền khảo hạch đều qua không được liền sẽ chết đi. Có thể nghĩ rõ ràng nếu như muốn rõ ràng, tìm địa phương ngồi xếp bằng bọn người đủ rồi, hội tổ chức các người đi khảo hạch. Ta suy nghĩ kỹ càng, giang giật nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói nói nhảm dựa vào đại điện góc tường nhập định ngồi xếp bằng tu luyện. Đại điện bên trong giờ phút này có 60, 70 người, cũng không biết muốn chờ bao nhiêu người mới sẽ bắt đầu khảo hạch. Giang giật một bên tại thiên nhân hợp nhất hạ tu luyện huyền hoàng chi lực cùng thiên lực, vừa quan sát tình huống bên ngoài. Đợi 10 cái canh giờ ngược lại là lục tục ngo ngoe lại tới 4 năm người, đồng dạng là muốn gia nhập cửu dương quân, thực lực đồng phục đều là thần đế, tướng mạo quái dị vô cùng, hẳn không phải là địa giới, mà là còn lại mấy cái tiểu thiên thế giới. Lần lượt có người đến, tại quá khứ hạ giới năm 6 ngày thời gian bộ dáng đại điện bên trong ngồi xếp bằng võ giả đạt đến trăm người, phong hào thần đế có 8 người, còn lại đều là thần đế cảnh, kia ngồi xếp bằng lão giả đứng lên nói tốt, thành viên đủ rồi, các người đi cái thứ ba thiền điện khảo hạch đi. một trăm người toàn bộ đứng dậy, có thứ tự đi ra phía ngoài. ở chỗ này ai cũng không dám làm loạn, đại danh đỉnh đỉnh cử Dương Cốc ai làm loạn chẳng khác nào tự sát. cái thứ ba thiền điện ít đi một chút, bên trong có mười cái truyền tống trận, còn có ba tên lão giả. ba người kia thần thức nhìn lướt qua, một người chỉ vào cái thứ ba truyền tống trận nói, người đi trùng cốc khảo hạch đi, chú ý bên trong côn trùng đều là bị minh khí xâm nhập mỗi người chém giết 10 vạn con côn trùng liền có thể tiến vào truyền tống trận trở về, chú ý thu thập trùng đan, không có trùng đan không cách nào thông qua. Giống như chém giết không được có thể bỏ quyền truyền tống về đến, nhưng bỏ quyền người vĩnh viễn không có tư cách gia nhập cửu dương quân, thời gian kỳ hạn là một ngày. Hiu hiu hiu, 100 người không có chút gì do dự toàn bộ sông vào trong truyền tống trận, ba tên lão giả khởi động truyền tống trận, mọi người biến mất thiền điện bên trong. Ông, lần này truyền tống cũng không có truyền tống quá lâu, vẻn vẹn ba canh giờ đã đến. Giang giật sau khi ra ngoài trước tiên thả ra thần thức dò xét, quét qua sau hắn có chút giải sầu, bọn hắn tại một cái trên đỉnh núi, núi này bên trên có cấm chế, một cái cự đại màn hào quang bao phủ, rất an toàn. Nơi này rõ ràng là một cái bí cảnh, bốn phía một mảnh lờ mờ, yên tĩnh làm người sợ hãi. Truyền tống trận ngồi bên cạnh ba người, mặc cửu dương quân chiến giáp, niên kỳ hẳn là rất lớn, thực lực ngược lại là chỉ có phong hào thần đế cấp bậc. Hưu. Trăm người bên trong có mấy người thần thức quét mấy lần, tự ngạo nghễ hướng ra phía ngoài bay đi, những người còn lại ngược lại là không có lỗ mãng như vậy, tại màn hào quang bên trong quan sát tình huống. Bay ra ngoài trong năm người, có hai cái phong hào chiến thần, mấy người kia hẳn là cùng nhau, rất ngông cuồng phách lối bay ra ngoài. Vừa ra màn hào quang không bao xa, dưới mặt đất lập tức phát ra từng đạo bén nhọn thanh âm, từng cái bóng đen phá không mà lên, tựa như nổ lên tổ ong vỏ vẽ, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Hạt giống này thật lớn, thật buồn nôn. Giang giật nhìn thoáng qua khóe miệng có chút co lại, đám côn trùng này đều là nhục trùng con, thân thể có đầu lớn như vậy, trên lưng có hai cánh, đầu lưới cực kỳ dài, trong miệng trên thân còn không ngừng chảy một loại chất lỏng màu xanh sẫm, nhìn rất buồn nôn. Chết, mấy người nhao nhao tế ra binh khí của mình, phóng thích công kích, đầy trời lưu quang hướng côn trùng đánh tới, để Giang giật bọn người có chút kinh ngạc là cái này côn trùng lực phòng ngự rất khủng bố, hoặc là nói đám côn trùng này bọn chúng rất biết phòng ngự, công kích đánh vào bọn chúng trên thân, những cái kia chất lỏng màu xanh sẫm hội vây quanh thân thể vần quanh lưu truyền, đem đại bộ phận lực công kích dẫn dắt rời đi đi. Ngoại trừ hai cái phong hào chiến thần công kích đánh chết mấy cái côn trùng bên ngoài, còn lại ba người càng không có cách nào đánh giết, chỉ là đem mấy cái côn trùng cho đánh lui đả thương. Suy suy, những cái kia côn trùng trong miệng phun ra đầy trời chất lỏng màu xanh sẫm, còn mang theo một chút màu đen sương mù, rõ ràng là minh khí. Ba người vội vàng lui lại xông vào màn hào quang bên trong, còn lại hai tên phong hào thần đế ngược lại là không có lui, thân thể lấp lóe tránh né chất lỏng màu xanh sẫm, tiếp tục công kích. A à nha, một tên phong hào thần đế không cẩn thận bị chất lỏng màu xanh biếc phun trúng, trên người hắn cực phẩm thần khí chiến giáp lại bốc lên khói xanh, bị đốt mặc vào một cái hố, dọa đến vội vàng lui lại, một người khác lui vào phóng đi màn hào quang bên trong. Mười vạn con, lồng ánh sáng bên trong rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, trong một ngày chém giết mười vạn con côn trùng, điều này có thể sao côn trùng có được như thế cường đại ăn mòn độc dịch, cái này không cẩn thận xương cốt cũng bị mất. Biến thái, giang giật âm thầm kinh hãi, hắn cũng không sợ côn trùng, bằng vào thiên phong giáp đứng ở bên ngoài đám côn trùng này đều giết không chết hắn, cắn thi vừa ra đừng nói 10 vạn, ngàn vạn đều có thể nhẹ nhõm chém giết, không bằng hắn cũng không dám động thiên phong giáp cùng cắn thi, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Cái này còn vẻn vẹn nhập môn khảo hạch nhiệm vụ, cửu dương quân quả nhiên cường đại, liền gia nhập quân đội đều như vậy khó khăn, về sau ra nhiệm vụ nên nguy hiểm cỡ nào a à? Tiến vào màn hào quang về sau, côn trùng tự nhiên bay trở về dưới mặt đất, cái này màn hào quang cấm chế rất cường đại, đoán chừng côn trùng đều không thể dò xét đến bên trong có sinh mệnh khí tức. Ta làm như thế nào chém giết côn trùng đâu, hết thảy cùng thân phận có liên quan thủ đoạn thần thông cũng không thể bại lộ, giang giật có chút nhức đầu, không biết nên như thế nào hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Trường 1672, Giang vô danh. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng không có người từ bỏ, bởi vì bọn hắn rất nhanh đều phát hiện khiếu môn. Bọn hắn chỉ cần đi vào màn hào quang, kia côn trùng liền sẽ không truy sát, mà lại côn trùng tốc độ không phải quá nhanh, chỉ cần cẩn thận điểm không bị chất lỏng màu xanh sẫm đánh chúng, ngược lại không đến nỗi chết đi. Một đám người tổng cộng một phen, phân biệt bắt đầu thành đoàn, cuối cùng hình thành hai cái đại đội, có một người tìm giang giật, nhưng giang giật còn đang do dự bên trong, sở dĩ tự uyển cự bọn hắn. Ông, Giang giật lấy ra một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp bắt đầu luyện hóa, hắn thiên phong giáp không thể lấy ra, chỉ có thể dựa vào cái này đỡ một chút. Vừa rồi hắn dò xét rất rõ ràng, chất lỏng màu xanh sấm có thể phá cực phẩm thần khí chiến giáp, nhưng sẽ không lập tức đem người cho ăn mòn đi. Rất nhiều người nhìn thấy Giang giật tại luyện hóa cực phẩm thần khí chiến giáp, trong mắt lóe lên một chút tham lam, bất quá ngược lại là không ai sẽ đoạt đoạt. Một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp mà thôi, giống như Giang giật lấy ra một kiện nguyên thủy linh bảo chiến giáp, Đoán chừng sẽ có người binh đi hiểm chiêu. Hai đội người bắt đầu phối hợp hành động, có người bay ra ngoài dẫn côn trùng tới, một khi côn trùng bay ra truy sát mà đến, bọn hắn sẽ lập tức bay vào màn hào quang, sau đó người còn lại xông ra màn hào quang một vòng quần công. Mặc kệ có thể hay không đánh giết côn trùng hội nhanh chóng lui về đến, côn trùng mất đi mục tiêu không cách nào công kích, đợt tiếp theo người lại có thể lao ra công kích. Rầm rầm rầm, loại biện pháp này phi thường hữu hiệu, từng đầu côn trùng bị trọng thương, tiếp theo bị đánh giết từng cái trùng đan rơi xuống, ai cũng không dám đi thu lấy, chỉ có thể tiếp tục đánh giết. A, à, sau gần nửa canh giờ, rốt cục xuất hiện người chết tình huống. Một người bay ra ngoài, công kích một vòng thế mà không biết trở về, bỗng chốc bị đầy trời chất lỏng màu xanh sẫm bao phủ, thân thể bị ăn mòn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành bạch cốt. chuyện gì xảy ra? người kia vừa rồi công kích rất nhiều luân, cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này a à, những người còn lại nhao nhao để phòng cẩn thận nhưng chỉ chỉ là qua ba nén hương thời gian lần nữa có năm người đột nhiên vờ ngớ ngẩn không biết trở về trực tiếp bị ăn mòn thành bạch cốt không đúng một tên phong hào thần đế tỉnh ngộ lại quát khẽ nói tất cả mọi người đừng đi ra trước cái này côn trùng trên người minh khí có quỷ dị lặng lẽ tại ảnh hưởng linh hồn của chúng ta các ngươi tra xét rõ ràng một phen đem linh hồn bên trong minh khí đều khu trừ đi lại đi ra nếu không sẽ có nhiều người hơn chết đi mọi người tỉnh ngộ lại nhao nhao ngồi xếp bằng nội thị Quả nhiên tại linh hồn bên trong phát hiện một tia như có như không minh khí. Cái này minh khí thế mà bất chi bất giác ẩn núp tiến vào trong linh hồn, khó trách ba người kia chết như thế nào cũng không biết. Không được a, à, có một người ngồi xếp bằng một hồi, đôi mắt mở ra hoảng sợ nói: đây không phải phổ thông minh khí, ta càng không có cách nào thời gian ngắn khu trục tiếp tục như vậy, chúng ta có thể hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ sao? Một số người mở to mắt nhẹ gật đầu, cái này minh khí cùng trước kia bọn hắn tao ngộ minh khí khác biệt trơn trượt không lưu thu, phi thường khó khăn khu trục. Giống như chiến đấu một hồi lại muốn khu trừ thật lâu thời gian minh khí, tiếp tục như vậy ngoại trừ mấy cái kia phong hào thần đế, những người còn lại đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Linh hồn bên trong có minh khí, không nói bị ma hóa, đi ra ngoài rất dễ dàng chết đi. Ta có thể giúp các ngươi nhanh chóng khu trục minh khí. Một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, ánh mắt mọi người đồng loạt quét tới khóa chặt giang giật, giang giật nâng lên cái kia tấm đều là chấm đỏ, nhìn rất xấu xí mặt nói ra, bất quá các người trước hết cho ta 10 vạn nội đan hoàn thành nhiệm vụ, mà lại ta không xuất chiến, chỉ phụ trách khu trục minh khí. Người xác định có thể khu trục, một tên phong hào thần đế nhìn lướt qua lạnh giọng nói ra, chỉ cần có thể khu trục, điều kiện của người ta bên này có thể đồng ý. Hưu, giang giật phi thân mà qua, một tay dán tại phong hào thần đế phía sau lưng, trong tay hát quang lóe lên, một cái chữ tiểu truyện ký tự tiến vào phong hào thần đế trong thân thể. Người kia bản năng đề phòng, trong tay quang mang lấp lánh tùy thời chuẩn bị chụp chết Giang Giật. Không tin tưởng ta, Giang Giật ngừng khống chế chứ tiểu triện ký tự di động, ánh mắt nhìn qua phong hào thần đế nói ra, ta giết người đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, người đồng bạn tại cái này, ta nếu loạn đến, để bọn hắn chém giết ta tốt. Ừm, phong hào thần đế nhẹ gật đầu, Giang Giật chỉ có thần đế cảnh, hắn có mấy cái đồng bạn nhẹ nhóm có thể diệt sát Giang Giật. Giang giật chậm chạp khống chế chứ tiểu triện ký tự hướng linh hồn hắn dũng mãnh lao tới, tại linh hồn hắn bên trong dạo qua một vòng lui ra. Ừ, phong hào thần đế đều ui mắt sáng lên, đột nhiên quét về phía giang giật, con người chỗ sâu đều là tham lam. Giang giật cái này chứ tiểu triện ký tự quá thần kỳ, hắn đổi lâu như vậy vẻn vẹn đuổi một tia, chứ tiểu triện ký tự đi vào dạo qua một vòng lại đem tất cả minh khí cho tịnh hóa kiểu làm sạch. Không sai, là tịnh hóa kiểu làm sạch không phải khu trục, đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Bất quá phong hào thần đế trong mắt tham lam rất nhanh biến mất, hắn ha ha cười nói, vị tiểu huynh đệ này thần hồ kỳ kỳ a được điều kiện của ngươi ta đáp ứng ngươi ta gọi trương đại niên tiểu huynh đệ kêu cái gì giang vô danh kha đạt danh tự không thể dùng giang giật tùy ý lấy một tên chữ phong hào thần đế gật đầu nói giang lão đệ người danh tự này ngược lại là có đặc sắc mau giúp ta huynh đệ khu trục minh khí giang giật từng cái cho mọi người tịnh hóa kiểu làm sạch trong đầu minh khí bên này cái này đoàn người có hơn 60 cái phong hào thần đế tự có 5 cái giang giật dạo qua một vòng mọi người không cố kỵ nữa nhao nhao nổ bắn ra đi lần nữa bắt đầu công kích một cái khác mấy chục người trông mong nhìn qua bên này giang giật cũng không phải cứu khổ cứu nạn bồ tát chữ tiểu truyện ký tự người biết thiếu phi thường ẩn nấp hắn vận dụng chữ tiểu truyện tử phủ thuần túy là không muốn động dùng đại sát khí để cho người ta giúp hắn hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ thôi giang tiểu ca bên kia người dẫn đầu một cái phong hào thần đế đi tới thân thiết cười nói, giúp chúng ta cũng khu trục thoáng cái chúng ta lấy được trùng đan trước cho người ba vạn mai như thế nào. Bên này phong hào thần đế trương đại niên nhìn lướt qua, ngược lại là không nói gì. Giang giật vui lòng hỗ trợ kia là chuyện của hắn, bên này còn có thể thiếu cho giang giật ba vạn mai trùng đan. Cái này, giang giật do so dự một chút, bên kia lòng người đều treo lên, dù sao giang giật nếu không hỗ trợ, bọn hắn trong đó có rất lớn một phần tự không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Giang giật sòng dã trần chờ gần nửa nén nhang thời gian, cuối cùng nhìn lướt qua bên kia hơn 10 đôi tha thiết con ngươi, gật đầu nói tốt ha, liền giúp các ngươi một lần. Đa tạ Giang tiểu ca, rất nhiều người như chút được gánh nặng, liên tục chắp tay, mặc dù Giang giật gương mặt này nhìn phi thường xấu xí, nhưng giờ phút này tất cả mọi người cảm thấy hắn phá lệ đáng yêu, thuận mắt. Có Giang giật hỗ trợ, bên kia rất nhanh bắt đầu chiến đấu. Mọi người tứ không kiêng sợ xuất thủ, căn bản không cần cố kỵ minh khí, giang giật mỗi cách một đoạn thời gian sẽ giúp tất cả mọi người thay phiên thanh lý minh khí chiến đấu hiệu suất phi thường cao từng cái côn trùng bị chém giết giống như theo tốc độ như vậy xuống dưới đoán chừng nhiều nhất nửa ngày tất cả mọi người trùng đan đều có thể tập đủ tốt của ta trùng đan đủ bất quá qua một đoạn thời gian mấy cái phong hào thần đế xuống dưới đem thần đan dẫn tới phân phối giang giật nhẹ nhóm tập đủ 10 vạn trùng đan hắn quay người tự hướng truyền tống trận đi đến tất cả mọi người trợn tròn mắt không có giang giật những cái kia phong hào thần đế đoán chừng có thể hoàn thành nhiệm vụ những người còn lại lại có hơn phân nửa không cách nào hoàn thành còn có thể chết ở chỗ này khác đừng a giang tiểu ca một đám người cuống lên vội vàng chạy vội tới ngăn lại giang giật các loại cầu khẩn lại là thở dài lại là nói tốt còn có người xuất ra bảo vật thần nguyên cho giang giật khẩn cầu hỗ trợ tốt a ta giúp tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ cùng một chỗ lại trở về đi giang giật cố mà làm đáp ứng mọi người không có thu lấy bất luận người nào thần nguyên cùng bảo vật. Hắn không phải qua sông đoạn cầu người, không có thật dự định đi. Dễ dàng có được đồ vật những người này sẽ không chân quý, hắn đoán chừng lúc lắc kiêu ngạo, giúp những người này một lần, về sau cùng nhau gia nhập cửu dương quân, gặp được phiền phức đám người này khẳng định hội nhớ rõ hắn nhân tình này. chương 1673, Phế vật đồ vật. Giang giật cách làm rất anh minh, tại tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ một khắc này, tự liền những cái kia phong hào thần đế đều đối giang giật thân mật rất nhiều, giang tiểu ca trường, giang tiểu ca ngắn, một cái nhiệm vụ xuống tới, gần trăm người đều thân cận rất nhiều. Truyền thống về đến về sau, tất cả mọi người đi cái thứ hai thiền điện đưa tin, vị lão giả kia nhìn thấy mọi người thế mà nhanh như vậy trở về, mà lại chỉ chết bốn người ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hài lòng gật đầu nói các ngươi cái này đoàn người chiến lực cũng không tệ a à, hoan nghênh các ngươi gia nhập cửu dương quân. Ân, đã các ngươi chiến lực không tệ, vậy liền đi phi vũ bộ phi vũ quân đi, các người cầm khối này lệnh bài, đi bên trái cái thứ 8 tỏa thành cái thứ 6 thiền điện truyền tống vào đi, phi vũ quân sức chiến đấu tại chúng ta cửu dương quân lừng lẫy nổi danh, hy vọng các người không muốn bôi nhỏ phi vũ quân tên tuổi. Phi vũ quân, Giang giật cùng trương đại niên bọn người liếc nhau âm thầm nhất cả trứng, bọn hắn chiến lược kỳ thật không tính quá mạnh, có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, chết ít như vậy người hoàn toàn là bởi vì Giang giật A. Đi một cái cường quân, bọn hắn chút người này đi vào là hãm chót A, cường quân ra nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, lại càng dễ chết đi. Vấn đề là bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Trương Đại Niên tiếp nhận một tấm lệnh bài, mang theo mọi người đi ra bên ngoài. Mọi người càng thêm đoàn kết, dù sao muốn cùng đi một đội quân, không đoàn kết khẳng định sẽ bị người khi dễ. Trương Đại Niên thực lực nhưng so sánh nhậm thiên phàm, chỉ nửa bước bước vào phong vương cấp, hắn cầm lệnh bài mọi người đối với hắn chịu phục. Đi đến cái thứ sáu tòa thành, tìm tới thiền điện, mọi người lần nữa truyền tống, Giang giật phỏng đoán không sai cửu dương quân quân doanh quả nhiên không tại cửu dương cốc, mà là tại một cái bí cảnh bên trong. Giang giật bọn người đến bí cảnh, hẳn là chỉ là 36 bộ trong đại quân một bộ quân doanh, mọi người ra truyền tống trận lúc, bị bên trong khí phái cảnh tượng dọa sợ. Mặc dù nói là quân doanh, nhưng bên trong không có một tòa doanh trướng, đồng phục đều là cao lớn màu đen tòa thành, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ, ít nhất có mấy trăm vạn tòa. Rất nhiều tòa thành bên trên đều có không giống nhau cờ xí, viết khác biệt danh tự, tinh kỳ phần phật, mặc dù cũng không nhìn thấy rất nhiều quân sĩ, nhưng một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. Vù vù, bọn hắn xuất hiện địa phương có rất nhiều truyền tống trận, phụ cận có mấy trăm tên quân sĩ thủ vệ, là đồng phục phong hào chiến thần. Đám người này ánh mắt hồ nghi quét tới, một cái đại đội trưởng cấp bậc nhân vật ngưng âm thanh hỏi, các ngươi là đến gia nhập phi vũ bộ lệnh bài đâu? Trương đại niên lấy ra lệnh bài, cung kính nói ra, vị đại nhân kia để chúng ta tìm đến phi vũ bộ phi vũ quân tướng quân. Phi vũ quân, Trăm tên quân sĩ lộ ra vẻ đùa cợt, đại đội trưởng tức giận nói ra, đi theo ta đi, khác đừng đi loạn, khác đừng nhìn loạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đại đội trưởng mang theo giang giật bọn người hướng xa xa tòa thành quần đi đến, đi đến bên trái một cái tòa thành quần, giang giật bọn người nhìn lướt qua, nhìn thấy phụ cận mấy trăm tòa tòa thành bên trên cờ sĩ đều có phi vũ hai chữ, xem ra nơi này chính là phi vũ quân trụ sở. Tòa thành bên ngoài đều có thủ vệ, đại đội trưởng tại một cái tòa thành bên ngoài ngừng lại, Đối tòa thành bên ngoài một người thủ vệ nói ra, mời thông bẩm thoáng cái vân tướng quân. Có tân binh đến đưa tin. Tân binh, thủ vệ quét sang giật bọn người vài lần, lạnh giọng hỏi, tiểu cái này chiến lược muốn gia nhập chúng ta phi vũ quân có phải hay không sai lầm? Không sai. Tiểu đội trưởng chắp tay nói, nơi này có tại thống lĩnh lệnh bài. A, à, chờ lấy đi. Thủ vệ lại quét sang giật bọn người vài lần, vẻ mặt khinh thường, nhanh chân hướng bên trong đi đến. Đợi chừng nửa canh giờ, thủ vệ mới ra ngoài lạnh giọng nói ra, vân tướng quân đang bận công vụ, để các ngươi trước chờ. trương đại niên bọn người hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không dám nói nhiều một câu. đại đội trưởng cáo từ rời đi, giang giật bọn người đứng tại tòa thành bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, giang giật mặt như chỉ thủy, trương đại niên đám người sắc mặt tụ khó coi rất nhiều. đây là ý gì a? À? không muốn bọn hắn có thể nói rõ a? À? bọn hắn có thể đi còn lại quân đội, để bọn hắn tại cái này ngốc đứng đấy là có ý gì? 5 canh giờ, 8 canh giờ, 15 cái canh giờ. Trương Đại Niên có chút nén giận, hắn cách phong vương cấp cách chỉ một bước, nói thế nào cũng coi là cái nhân vật đi lại bị người như đối đãi hắn cắn răng chắp tay nói, vị đại nhân này, tướng quân còn không có làm xong sao. Nói lời vô dụng làm gì, thủ vệ lạnh lùng liếc qua, đùa cợt nói ra, tướng quân giúp xong tự nhiên sẽ ra, không có làm xong sẽ chờ ở đây. Tại phi vũ trong quân, tướng quân mệnh lệnh không thể nghi ngờ, không muốn gia nhập chúng ta phi vũ quân liền lăn đản ừ trương đại niên bọn người sắc mặt triệt để trầm xuống thậm chí có người kém chút liền quay đầu liền đi bọn hắn là tử quân đến chém giết minh tộc cũng không phải tới làm tôn tử trương đại ca chư vị đại ca an tâm chớ vội đúng lúc này giang giật đột nhiên mở miệng hắn gọi một tiếng ánh mắt hướng các vị phong hào thần đế trên mặt quét qua mọi người thế mà toàn bộ yên tĩnh trầm mặt tiếp tục an tĩnh khổ đợi a à, mấy cái thủ vệ kinh ngạc quét giang giật một chút cái này tướng mạo xấu xí người trẻ tuổi lại có lớn như thế uy tín hắn mới mở miệng đám người này đều yên lặng hắn thực lực nhìn vừa mới đột phá thần đế A chẳng lẽ là đại gia tộc công tử. Lần nữa qua ba canh giờ, tòa thành bên trong đi ra hai đội nhân ngư sâu mà ra, phân biệt đứng tại đại môn hai bên trái phải, đồng phục toàn bộ là phong hào thần đế, giang giật bọn người ánh mắt hướng trong cửa lớn quét tới, toàn bộ một mảnh ngạc nhiên. Bởi vì cái này vân tướng quân lại là nữ, mà lại là cái tiểu nha đầu, thoạt nhìn như là một cái yếu đuối thiếu nữ phi thường trẻ tuổi. Mặc một thân giáp mềm màu đen, phía sau có áo choàng, gương mặt xinh đẹp băng hàn, tại một đám người bao vây phía dưới, ngược lại là uy phong lẫm liệt. Phong vương cấp, giang giật đôi mắt có chút co rụt lại, vị này vân tướng quân sinh mệnh khí thức phi thường trẻ tuổi, có thể trở thành đạt tới phong vương cấp mà lại cảm thụ khí thức còn không phải kỳ thanh trần loại kia mới vừa vào phong vương cấp kẻ yếu, nhưng so sánh long thiên vương. Đây tuyệt đối là đại gia tộc tiểu thư, giang giật không muốn nhất gia nhập liền là loại này quân đội một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Trẻ tuổi như vậy tiểu thư có thể có cái gì kinh nghiệm thực chiến một cái không tốt bọn hắn đều muốn bị tươi sống hố chết. Tại thống lĩnh đầu óc sút, vân tướng quân đi tới, ánh mắt bén nhọn tại giang giật đám người sắc mặt quét qua, lại hư lạnh nói, như thế một đám phế vật đồ vật, cũng nghĩ gia nhập chúng ta phi vũ quân. Bá bá bá, toàn bộ mặt người sắc đại biến, trương đại niên cũng nhịn không được nữa, chắp tay âm thanh lạnh lùng nói, vân tướng quân, người có thể không cần chúng ta, nhưng xin đừng nên vũ nhục chúng ta. Chúng ta là từ quân chém giết minh tộc, không phải tới này cho ngươi nhục nhã." A, à, Vân tướng quân khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nói: "Ngươi ngược lại là rất có loại, dám cùng bản tướng quân nói như thế đã ngươi không phục, bản tướng quân cho các ngươi một cơ hội. Ta cái này 36 quân cận vệ cùng ngươi cảnh giới không sai biệt lắm, ngươi tùy ý chọn một, có thể đón hắn bọn họ ba chiêu, ta thu hồi lời nói mới rồi, đồng thời đồng ý các ngươi gia nhập Phi Vũ quân." nếu không từ chỗ nào tới, cho bản tướng quân chạy trở về đi đâu. Chương 1674, một chiêu cuối cùng ta giúp hắn tiếp. Ba chiêu, lần này liền giang giật sắc mặt đều trở nên khó coi, vân tướng quân 36 cái thân vệ đều là phong hào thần đế, khí tức không sai biệt lắm cũng là nhậm thiên phàm cấp bậc. Trương đại niên cũng giống như thế, tùy ý tìm một cái đơn đấu cái này đã làm người rất đau đớn, lại muốn trương đại niên tiếp ba chiêu. Đây cũng không phải là đánh trương đại niên một người mặt, mà là đánh bọn hắn hơn 90 người mặt. Vân tướng quân cho rằng bọn họ cái này hơn 90 người đều là giá áo túi cơm, đều là phế vật, cho cửu dương quân sách giày cũng không xứng. Tốt, 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 trương đại niên giận quá mà cười, trong tay xuất hiện một cái cử phủ, quát lạnh nói, vậy ta lĩnh giáo vân tướng quân quân cận vệ cao chiêu, tự ngươi đi, trong vòng ba chiêu ngươi có thể đánh bại ta, ta tại chỗ tự sát. Ba ba bá, bá, giang giật bọn người sắc mặt lại biến, trương đại niên lại thả ra như thế ngoan thoại, thật như ba chiêu bị đánh bại, dùng hắn mạnh hơn tính cách tuyệt đối sẽ tự sát. Trương Đại Niên các loại trợ tám cái phong hào thần đế, tại hoàn thành nhiệm vụ sau cũng không hề rời đi, mà là trợ giúp tất cả mọi người đạt được khảo hạch nhiệm vụ cần nội đan. Điểm này đã để giang giật bọn người đối bọn hắn có hảo cảm, tất cả mọi người là cùng một chỗ tổng quân, phân phối tại một cái quân đội, càng có một loại cảm giác thân thiết. Trương Đại Niên đều không có tinh tế dò xét, tùy ý chỉ vào một người, người kia mặt không thay đổi gật đầu nói qua bên kia đi. Giang giật bọn người có chút kinh ngạc, người này chỉ vào tòa thành bên cạnh một khối đất trống, hai người đều là chỉ nửa bước bước vào phong vương cấp cường giả. Ở chỗ này chiến đấu thật được không sẽ không một chiêu đem mấy chục tòa tòa thành cho san thành bình địa vẫn là tòa lâu đài này đều có cấm chế cường đại. Tốt, trương đại niên mặc kệ nhiều như vậy, cũng không phải hắn nói lên, thân thể hướng bên kia bay đi, cũng không bay lên giữa không chung, tự đứng cách tòa thành mấy ngàn trượng trên đất trống quát khẽ nói, ra tay đi phân tướng quân thân vệ trong tay xuất hiện một cây trường thương nhấp trong tay chậm rãi hướng trương đại niên đi đến giang giật bọn người không dám đi qua tự đứng tại chỗ quan chiến phân tướng quân thế mà cũng không đi qua tựu thản nhiên đứng tại tòa thành cửa ra vào khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt thân vệ từng bước một hướng phía trước đi đến cước bộ của hắn tựa hồ có loại ma lực thần kỳ ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý đi tới đi tới giang giật bọn người trái tim thế mà nương theo lấy tiếng bước chân của hắn nhảy lên đây là thần thông gì? Giang giật lông mày vặn lấy, quan bế giác quan thứ sáu, không muốn đi nghe tiếng bước chân này. Kết quả thanh âm trực tiếp vang lên tại trong linh hồn, khoảng cách trương đại niên ngàn trượt, người kia bước chân từ từ tăng tốc, giang giật bọn người trái tim nhảy nhanh hơn, còn kém trực tiếp nhảy ra ngoài. Mà lại nương theo lấy cái này thân vệ bước chân, trên người hắn dâng lên một cỗ không hiểu khí tức, giang giật bọn người đưa lưng về phía thân vệ này khí tức cảm thụ được không rõ lắm, trương đại niên lại sắc mặt đại biến. Này khí tức quá kinh khủng, cũng không phải là nói này khí thức đạt đến phong vương cấp, mà là này khí thức bên trong có một loại biệt dạng đồ vật, để trương đại niên linh hồn không hiểu khuấy động, tựa như bình tĩnh nước hồ nhấc lên như sóng to gió lớn, làm sao đều bình tĩnh không được. Tốt đặc sát khí, giang giật trong đôi mắt hàn quang lóe lên, phân tướng quân chưa hề nói khoác lác, cái này sát khí không kém gì kiếm sát vương phát ra. Trương đại niên tại như thế nồng đậm sát khí ảnh hưởng phía dưới, thật đúng là có thể ngăn không được ba chiêu. Hưu, thân vệ động, bước chân đột nhiên tăng tốc, thân thể nhảy lên thật cao, kia cây trường thương vung lên đạo đạo tàn ảnh, không có phóng thích cái gì cường đại đặc biệt thần thông, giống như gậy sắt đối Trương Đại Niên hung hăng nện xuống. Uống, Trương Đại Niên phát ra một tiếng như hổ rít gào tiếng giống, vung lên trong tay cự phủ đối không chung cây kia xoay tới trường thương hung hăng bổ tới, giang giật tại thời khắc này trong đôi mắt hàn quang càng sáng hơn mấy phần. Tại Trương Đại Niên đi ngạnh kháng một thương này thời điểm, giang giật đã kết luận hắn tất thua không thể nghi ngờ. Một khi bị sát khí bao phủ, Trường Đại Niên linh hồn khẳng định hội rối loạn, biến thành một cái bia sống mặc cho cái này thân vệ công kích, trên người hắn cực phẩm thần khí chiến giáp tuyệt đối ngăn không được thân vệ Trường Thương công kích. Bởi vì Trường Thương này là Nguyên Thủy Linh Bảo, ầm, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, Trương Đại Niên trong tay cự phủ trực tiếp bị đập bay. Trương Đại Niên hoảng sợ lui nhanh, trong tay xuất hiện lần nữa một cái cự phủ, bên kia cự phủ huyễn hóa ra mấy trăm thanh đầu phủ, đối phía trước hung hăng đánh xuống. Thu kia cây trường thương như như độc xà đâm thẳng tới, từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, trương đại niên trong tay xuất hiện lần nữa cự phủ lại bị đập bay, trường thương đánh thẳng một mạch, hung hăng đâm về trương đại niên ngực. Để rất nhiều người kinh nghi bất định là trương đại niên tại lúc này thế mà không biết né tránh, cũng không lui lại, mặc cho trường thương đâm trúng ngực. Hắn cực phẩm thần khí chiến giáp tầng tầng bạo liệt, ngực trái trực tiếp bị đâm ra một cái lỗ máu, bị trường thương xuyên thủng. a à, trương đại niên hét thảm một tiếng, hai tay bắt lấy trường thương, đột nhiên rút ra, thân thể nhanh chóng lui nhanh. Chiều thứ ba, thân vệ thân thể nhẹ nhàng vọt lên, trường thương vung lên, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh liền muốn đối phía dưới trương đại niên hung hăng đánh xuống. Tê tê, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, vẻn vẹn hai chiêu trương đại niên hai thanh binh khí tự bị đập bay, một cái còn bị thẻ rách ra, cực phẩm thần khí chiến giáp bị hủy. Chiều thứ ba hắn còn lấy cái gì tiếp cái này thân vệ rõ ràng thắng, vẫn còn muốn trương đại niên mệnh. Nhưng là, không ai dám xuất thủ cứu giúp, nơi này là cửu dương quân doanh, Trương Đại Niên là trong bọn họ người mạnh nhất, hắn cũng đỡ không nổi ba chiêu, ai có thể chống đỡ được. Hưu, có người động, giang giật trong thân thể huyền hoàng chi lực vận chuyển, thân thể trong nháy mắt cường đại hơn 100 lần. Hắn trước kia vận dụng huyền hoàng chi lực lúc, thân thể tựu so kỳ thanh trần còn muốn cường đại, bị lân hậu giết chết một lần hậu thân thể cường đại gấp 2, giờ phút này nhục thân cường độ càng kinh khủng, hẳn là nhưng so sánh long thiên vương như thế thân thể mạnh mẽ tốc độ khủng bố đến mức nào dù sao mọi người chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh hiện lên giang giật đã ra trương đại niên bên người hắn quát lạnh tiếng vang lên một chiêu cuối cùng ta giúp hắn tiếp oanh trường thương hung hăng đánh xuống giang giật duỗi ra một cái đại thủ đối trường thương ngăn trở bị trường thương hung hăng đập trúng trên cánh tay của hắn bao cổ tay thoáng cái tầng tầng bạo liệt hắn mặc chỉ là cực phẩm thần khí chiến giáp tao ngộ nguyên thủy linh bảo trường thương làm sao có thể ngăn trở sau đó một màn để toàn trường chấn kinh ngạc, thanh trường thương kia hung hăng nện xuống, đem bao cổ tay đập bể, đập chúng giang giật cánh tay. Nhưng giang giật cánh tay cũng không có trong nháy mắt bạo liệt, chỉ là có chút trầm xuống, giang giật thân thể có chút trầm xuống, dưới lòng bàn chân phiến đá từng mảnh từng mảnh dạn nứt, hai chân của hắn thật sâu lâm vào phiến đá phía dưới. Nhưng hắn sắc mặt không có một tia biến ảo, đôi mắt như băng nhìn xem giữa không trung thân vệ, lãnh khốc giống một con dã thú. Tê, tê rất nhiều nhân vọng lấy giang giật cái kia bắp thịt cuồn cuộn giao thoa cánh tay, nháy nháy mắt coi là nhìn lầm, cánh tay này là cái gì làm làm sao có thể chống đỡ được như thế cường đại một kích mà lại không có một tia tổn thương. Không đúng, một số người đột nhiên bừng tỉnh, giang giật vừa rồi tốc độ quá kinh khủng, đây tuyệt đối không phải thần đế nên có tốc độ, tốc độ này thậm chí vượt qua phong vương cấp. Giang vô danh che giấu thực lực hắn là phong vương cấp cường giả. Hơn 90 người trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, Bên cạnh vân tướng quân lại lạnh băng băng phun ra ba cái chỉ có nàng có thể nghe được chữ, lực thần quyết. chương 1675, sử quỷ, vân tướng quân nhãn lực phi phàm, liếc mắt một cái thấy ngay giang giật cũng không có đạt tới phong vương cấp. Đã không có đạt tới phong vương cấp, giang giật làm sao có thể có được như vậy thân thể mạnh mẽ mà lại giang giật trước đó nhục thân không có cho vân tướng quân rất cảm giác áp bách mạnh mẽ, cái này chỉ có một cái nói rõ giang giật nhục thân đột nhiên mạnh lên. Có thể đột nhiên đem nhục thân tăng lên hơn 100 lần, trên thế giới này chỉ có một loại công pháp, cái kia chính là Lực Thần Quyết. Mặc dù nàng cũng không biết rõ ràng giật sao có thể tu luyện Lực Thần Quyết, nhưng nàng phi thường khẳng định điểm này. Bên kia thân vệ thu hồi trường thương, quay đầu chiều Vân tướng quân nhìn một cái, Vân tướng quân lạnh lùng cười nói, không chặn được liền để người khác cản quả nhiên là một đám phế vật. Soạt, bên này hơn 100 người lập tức oán giận không thôi, Trương đại niên bị một thương đâm xuyên ngực trái, giờ phút này che ngực ngay tại chữa thương nghe được câu này một ngụm máu tươi phun ra, kém chút sụi lơ trên mặt đất. Cái này vân tướng quân niên kỷ nho nhỏ, lại là mạnh mẽ vô cùng, ngữ khí thật ngông cuồng quá hại người. Giang giật thu hồi cánh tay, ánh mắt híp nhìn qua tòa thành cửa ra vào tiểu nha đầu. Lần này tới cửu dương quân hắn vốn định điệu thấp tu luyện, chậm rãi từng bước một bằng vào chiến công tấn thăng, lại không nghĩ rằng vừa tới tự nháo ra chuyện. Không bằng hắn cũng không hối hận, nhân sinh rất nhiều chuyện đều trong một ý nghĩ, vừa rồi hắn lựa chọn cứu trương đại niên cũng là một ý niệm đều đã cứu được không có nhiều như vậy có thể nghĩ đã đều như thế cao điệu giang giật cũng không có ý định tiếp tục điệu thấp xuống dưới phật tranh một nén nhang người tranh một khẩu khí bị một cái bằng chừng ấy tuổi tiểu nha đầu nhục nhã giang giật nội tâm ngạo khí bị kích phát hắn dừng một chút mở miệng nói vân tướng quân ngươi là đại gia tộc tiểu thư a ngươi có được người khác không có huyết mạch cùng tài nguyên tốc độ tu luyện nhanh tự nhiên cảm thấy người khác đều là